em được tự nhiên nước mắt nó chảy. Nói về những cái tình cảm gia đình á thì nó dễ xúc động. Hai bạn về coi khóc đều như nhau luôn á. Hay cầu nhau quá. Đi nhậu đi đâu về luôn cầu nhau quá. Vậy là cặp này không ai cầu nhau hết. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu. Mời đi bạn. Dạ em tên Lê Thị Kim Hoa. Năm nay em 26 tuổi và em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Hoa làm công việc gì Hoa? Dạ trước đây thì em đang làm nhân viên kinh doanh tại công ty xây dựng. Hiện giờ thì em đang có dự tính kinh doanh và đang mở shop ạ. Mời bạn nam. Dạ em tên là Phạm Xuân Tuấn. Sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Vũng Tàu. Hiện em đang làm IT cho một resort ở Vũng Tàu luôn ạ. Ồ, cả hai từ Vũng Tàu hết ha. Vũng Tàu, vậy thì thuận lợi quá rồi ha. Bạn gái bên kia, bạn có thể chia sẻ một số vấn đề về ưu điểm, khuyết điểm của bạn. Ưu điểm em thì em biết nấu ăn, tiệc tùng em có thể nấu. Khuyết điểm của em là em rất biếng, hay xúc động. Chỉ cần em xem ca nhạc, nghe một bài hát đó có vẻ nó cảm động thì em tự nhiên nước mắt nó chảy. Hay là đọc truyện hay là xem phim. Bạn nam nói cái này giống bạn nam nè. Thường thì xem những cái clip nhưng mà nói về những cái tình cảm gia đình á thì nó dễ xúc động. Cũng giống bên kia, hai bạn về coi khóc đều như nhau luôn á. Dạ. Rồi có khuyết điểm gì nữa không bạn? Em có một khuyết điểm lớn đó là em hơi bị vô tâm, theo cái kiểu là khi mà em tập trung làm một cái gì đó thì em bỏ mặc hết những cái xung quanh, kiểu giống như điện thoại thì có thể là em không nghe. Nhiều khi mẹ gọi ăn cơm em cũng cái này người ta gọi là tập trung hết sức mình cho công việc. Dạ. Cũng mà tốt. Có phải vô công việc thiệt không? Dạ có công việc chị. Hay là nhiều khi rồi đang ngồi với cô nào rồi dạ. Làm bộ nó công việc rồi bạn gái gọi không nghe. Dạ đâu có. Ưu điểm của em bạn tập là trung gì? Công việc. Nói về ưu điểm của em thì em thích con nít, cũng biết nấu ăn. Em thì dân công nghệ mà nên thích rất là thích vật. Mà có một cái là hồi xưa thời còn trẻ là em tán con bé kia mà bé nào tán cái cô kia mà em cố tình em cài cái máy á, cho nó bị lỗi á, là em qua em sửa hoài luôn. Cứ tháng là em tới qua em sửa lần để gặp. Chúc cho anh mượn cái điện thoại chút xíu nha. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi qua? Dạ em thì chỉ có một mối tình cách đây cũng khoảng 5-6 năm ạ, mà cũng có mấy tháng à. Kiểu như con nít mình mới lên thì thấy bạn trai đẹp trai thì mình mới thích và yêu nên là chưa có chững chạc. Mê đẹp trai ha. Thấy bạn bây giờ trai còn mê trai. Không? Mê chứ, gái phải mê đẹp trai đẹp chứ. Ô vậy hả? Giống chị quá. Rồi sao nữa em? Tại vì bây giờ là ba mẹ em cũng lớn tuổi, lại em cũng muốn kiếm một người để mà nếu được trải qua một chút tình yêu cho biết. Nếu được khi nào mình tiến tới hôn nhân nè? Thì khoảng 1-2 năm nữa, sớm thì 1 năm. Bạn trai bên kia có mấy mối tình rồi em? Trước giờ em quen cũng khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ khi mà lớn lên thì mình suy nghĩ lại là mình thấy là mình cần một cái mối tình nào đó nó ổn định hơn. Em có mối tình nào nó sâu sắc em kể nghe. Có lẽ là cái mối tình hồi đi học. Thôi, đó là xa lắm, đó là dạ. Còn những cái mối tình khác theo kiểu dạng giống như em thấy mấy bạn nữ bây giờ theo kiểu là quen yêu đương thì được, nhưng mà để khi mà nghĩ đến một cái gì đó nó xa hơn thì mấy bạn nó chưa suy nghĩ tới. Thì em thì lại có cái xu hướng về gia đình. Trong các mối quan hệ thì em vẫn luôn có một cái là mình có một cái định hướng để mà đi tới lâu dài. Nhưng mà khi mà quen tìm hiểu thì lại thấy mấy bạn đó lại vẫn còn một cái gì đó nó ham chơi, cũng chưa suy nghĩ đến, hoặc là, thế là cũng chia chỉ tay. Yêu là chỉ cần một cái người quan tâm này nọ thôi, chứ cũng không có muốn là một cái gì đó nó lâu dài á. Vậy bạn gái bên kia bây giờ yêu nhau, bạn có hướng đến một cái tương lai gọi là kết hôn không? Dạ có ạ. Có. Bên đây bị hối rồi, trong 1-2 năm là tiến tới hôn nhân thôi. Bạn trai bên kia thì muốn bao giờ kết hôn được? Em thì cũng xác định là trong khoảng 6 tháng đến 1 năm thôi. Wow. Vì em năm nay cũng 29 tuổi rồi. Rồi, nhưng mà bạn trai bên kia muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Nhìn hiền một xíu. Rồi, có hiền. Thứ hai nữa là bạn nó cũng là cái mẫu người về gia đình giống như em vậy. Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Theo kiểu dạng giống như là những cái chuyện cũ thì qua rồi thì mình cho qua đi, nhưng mà khi mà mỗi lần giận nhau thì lại lôi cái chuyện cũ ra nói thì em lại không thích như vậy. Rồi những người mà phụ nữ mà cũng hay cầu nhau quá. Mà thường thường phụ nữ hết 90% là vậy rồi đó em. Nhưng mà cũng đừng có lặp đi lặp lại nhiều quá chị. Nhiều em... quá nhức đầu đúng không? Rồi. Đúng ạ. Bạn gái em thích mẫu người bạn trai như thế nào? Phải cao hơn em. Là khoảng 1m7 trở lên rồi phải chững chạc. Điểm gì em không thích? Đi nhậu đi đâu về luôn cầu nhau quá. Nói chung là khó tính. Vậy là cặp này không ai cầu nhau hết. Tại vì bên kia cũng ghét cầu nhau mà bên này cũng ghét cầu nhau. Thường mấy người ghét cầu nhau hay cầu nhau.
lên được cái nói đúng không ạ? À? Rồi bề đáp ứng gần được như ha. Hết nhu cầu luôn. Ngon ha. Em cao nhiêu? Dạ em cao mấy 76. Được ha, chuẩn ha. Rồi chắc bên này 6 tháng cho cưới rồi đó. Dạ cảm ơn. À, nhưng mà giờ lấy xong về là mình ở đâu em? Dạ chắc là ở Vũng Tàu nhà em ạ. Ở resort đó, người ta làm resort ở resort luôn. Bây giờ em ở với mẹ. Nếu mà được làm dâu thì tốt ạ. Bên này dễ mà, nấu ăn đồ giỏi hết rồi làm dâu em cũng nấu ăn được. Đơn giản. Ủa nhưng mà ở với mẹ hôm nay mẹ biết đi tham gia chương trình không? Dạ có, mẹ em có tham gia, mẹ em ngồi. À được rồi, cặp này chị thấy hợp lý rồi đó. Được được. Được không? Trời ơi được, tấm này mười. Em có ghen không? Em không dạ, được là chị cũng ghen được. Ghen thì ai cũng đó. Ghen, nhưng mà em cũng không có ghen đến mức mà đúng rồi, mình hiện đại mà có gì ghen ha. Cái gì nó hơi quá mới nói thôi. Để anh xem mặt đàn gái coi. Ô chào em gái. Bây giờ em đoán anh nó như thế nào? Cao. Cao. Thì anh nó 76 là cao rồi. 76 quá cao rồi. Mặt thì chắc cũng đẹp trai. Đẹp trai, thích giọng nói anh không? Dạ, giọng nói thì không thích lắm. Em thích giọng nói thế nào? Nói chung là cỡ anh Quyền Linh. À. Là ý là người nào mà già rồi mới giống như anh Quyền Linh với Tường là nó khào đó anh. Khào. Nhưng mà cái chuyện làm dâu đó anh tính sao? Thì làm dâu được ạ. Anh thấy cũng ổn rồi đó. Vậy cặp này 6 tháng cưới được anh Linh. Được á. Cho hỏi mẹ bạn trai trước đi, tại có mẹ ngồi ở dưới nè. Đúng rồi. Ha, dạ chào cô. À, chào anh Hoàng Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Dạ chào, chào cô. Tôi là Trương Thị Hoa, là sống ở thành phố Vũng Tàu. Tôi thì nói là chứ cả đời không có đi đâu mà không có gì giao lưu với đông người nên là chưa đăng sung lắm. Dạ. Tôi cũng thấy là cô gái là ưng. Dạ ưng rồi. Ưng quá hả? Em chào bác gái đi em. Chào bác. À, vâng chào con. Rồi bây giờ nếu mà hai cháu mà nó tiến tới hôn nhân thì tôi cũng nhất trí. Nhất trí luôn. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ạ. À, chị gái. Dạ em chào chị. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chị. Em là chị của Hoa. Thì thấy về ngoại hình, tính cách thì rất là ok. Dạ cảm ơn chị. Có phong cách. Còn riêng về em Hoa thì như thế này. Tính tình của em thì em rất hiền và rất là việc gia đình thì rất là ok về bếp đúc. Nhưng mà có cái là rất là hay là em rất là chiều. Là kiểu như nếu mà ai mà sau này được làm chồng của em thì cái sự chiều về cách ăn uống này kia em rất là tận tình. Yeah. Nên là nếu mà theo chị á thì hai đứa có thể là bấm nút hẹn hò. Chị rất là ok. Rồi mẹ thì là cũng đã ưng bụng. Như vậy giờ vấn đề quan trọng còn lại ở hai em nha. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai em ít phút trò chuyện. Em có món quà tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ có. Tại sao anh không hỏi anh trước? Em quan điểm về tình yêu như thế nào? Đối với em tình yêu á thì hai bên phải hiểu nhau, tôn trọng nhau. Anh cũng vậy, anh nghĩ vậy. Trong mối quan hệ thì mình nên thành thật với nhau. Tật xấu hay gì đó thì mình vẫn có thể là mình chia sẻ. Chứ đừng có để sau này khi mà phát hiện ra thì nó lại không hay. Vậy anh có tật xấu không? Như hồi nãy anh có chia sẻ đó là anh hơi bị vô tâm theo cái kiểu là khi mà tập trung về một cái vấn đề nào đó thì cái đó đồng quan điểm với em. Em cũng hơi vô tâm. Tại vì một khi mà em tập trung vào việc, đặc biệt là việc mà em đang làm rất là thích thì nhiều lúc em sẽ vô tâm. Nhưng mà sau lúc đó thì em sẽ giải thích và đền bù lại. Nói chung là về hai đứa gọi điện thoại không đứa nào nghe đâu. Mà chị đang tò mò hôm nay anh ấy tặng món quà gì cho em vậy? Cái lắc chân. Hả? Em muốn là kiểu giống như một cái sợi xích gì đó nó xích bạn nữa lại. Rồi đó rồi. Thường tôi thấy tặng cho bạn gái thì mới quen thì người ta tặng chiếc vòng cầu hôn, chiếc lắc tay hay sợi dây chuyền, đôi bông tai, tặng cái xích chân, chưa có xích được đâu. À, em có một cái điểm đặc biệt là em trùng tên với mẹ anh. Mẹ anh cũng tên Hoa. Hoa. Dạ. À. Vậy là nếu mà có cơ hội thì sau này Hoa sẽ là một cái tên gì đó nó sẽ là anh sẽ ghi nhớ nhiều, tại vì là hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. À, thấy trùng hợp á, vụ này được á. Tại vì đây là lần thứ hai chương trình gọi anh đến đây. Lần trước là có một cô bé kia nhưng mà không hiểu tại sao đi công tác về cái là bỏ ý định tham gia chương trình luôn. Thì lần này gặp em thì anh nghĩ chắc đây là một cái duyên thì anh sẽ nắm bắt cơ hội này. Em cảm ơn anh.
Cái đó người ta gọi là duyên đấy anh. Anh hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái duyên với nhau. Đây, đặt tay vào nút bấm đi em. Bấm nút là tiến tới xa hơn nữa nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, đứng xích rồi các bạn. Nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ chúng ta có thể đeo được cái xích chân. Có gì đâu mà ngại. Hãy đeo cho bạn ấy. Rất đẹp, cũng hợp thời trang mà nhiều ý nghĩa. Đúng rồi, vừa lắc vừa xích. Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn ở Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hai bạn nghe ở dưới người ta reo hò điều gì không? Dạ không biết ạ. Hãy thôi đi bạn. Nào, hãy nhớ ngày hôm nay nhá. Em xin phép chị cho em. Đó, thấy chưa? Chị gật đầu rồi. Phép em. Dạ. Đây, xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn. Món quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin AZ Hàn Quốc. Và đây là bộ sản phẩm của Kumagon. Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Dễ thương quá, vậy là chuyến đi Vũng Tàu kỳ này là hai bạn cùng về rồi. Đi thì một mình, về thì có đôi. Hy vọng là các bạn sẽ sớm báo tin vui chúng tôi. Em suy nghĩ nhiều khi giống như bà cụ non vậy. Bạn nữ muốn giữ cái sự an toàn của bạn nữ. Muốn mà quen ai thì dẫn về đây cưới hỏi đi, rồi ba cho hẹn hò. Hả? Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời em. Đó, giới thiệu. Giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường xinh đẹp. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Huỳnh Thị Tuyết Hoa. Em 26 tuổi. Hiện em đang làm kế toán tại quận Bình Tân và quê quán em tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Rồi. Ở đây em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Tên là Nguyễn Văn Phúc, đang công tác ở Ủy ban phường Bến Thành, quận 1. Rồi. Chức vụ là chỉ huy phó quân sự. Wow. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em là 29 tuổi. Quê quán ở đâu em? Dạ hiện tại là ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh mình. À, ở quận 4 làm ở quận nhất. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em là một người phụ nữ của gia đình. Em rất là thích nấu ăn, yêu cây cảnh, rồi em yêu trẻ con nữa. Còn điểm yếu của em là em suy nghĩ nhiều khi giống như bà cụ non vậy. Ví dụ em nghĩ cái gì? Ví dụ như là em đi dù đi ăn uống là chỗ nào cũng phải có bãi giữ xe hay là an toàn chút, chứ đừng có đi mà hả gửi xe lát hồi mất xe nữa đó. Mình kỹ lưỡng đúng không? Dạ đúng rồi, em rất là kỹ. Dạ. Tính kỹ quá hả? Không, bạn nữ muốn giữ cái sự an toàn của bạn nữ mà. À, yên tâm, giờ có anh bảo vệ không có mất xe đâu. Bạn trai thì sao? Về ưu điểm của em á thì nói chung là em hay cười. Và cười ở đây mình cười là mình muốn chọc người khác cười. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, là câu nằm lòng của em. Và thứ hai á là về nói chung nấu nướng thì em cũng biết. Một bàn tiệc có thể 10 tới 20 người em vẫn nấu được. Thời gian em đi nghỉ vụ là em đã làm anh nuôi được 1 năm. Về cái nhược điểm á là em nóng tính, hơi nóng tính. Tại vì trong công việc nó nhiều lúc em bị áp lực. Đúng rồi. Và cái tự ti của mình á là hiện tại em hơi bị to. To người quá. Là đâm ra không sao đâu em, không có gì tự ti đâu. Dạ. Thì về tật xấu thì do cái nhiều lúc em bị căng thẳng quá là em hút một vài điếu để mình suy nghĩ thôi. Có ăn nhậu nhiều không em? Thì trong giao tiếp chắc em cũng phải có một chút giao thiệp với các đồng nghiệp và các bạn bè. Chắc nhậu nhiều quá mới to đúng không? Tình trường của em thì sao? Thời mới tốt nghiệp cấp 3 ra thì em có được bác em giới thiệu một người. Là cái mối tình đầu tiên của mình là sâu nhất là chỉ được 5 tháng thôi. Tham gia nghĩa vụ không được xong thì mới nghe tin, thì ngày em gặp lại người đó là ngày đó là người đi lấy chồng.
Buồn thì, quá nhỉ. Nghe như sét đánh ngang tai mình thì nó đau, đau vô cùng. Cũng lâu lắm rồi ha. Dạ. Rồi, bạn gái. Dạ thưa chị, thì em chỉ qua là hai mối tình. Một mối tình thì sinh viên, còn mối tình thì gần đây á, thì cũng chia tay cũng hơn một năm rồi. Thì cái chia tay thì nguyên nhân là do em và anh ấy không có hòa hợp với nhau về cái quan điểm trong cuộc sống á chị, không có chia sẻ được với nhau. Thì em kết thúc mối tình và hiện nay em vẫn còn độc thân. Rồi, đương nhiên độc thân mới ngồi ở đây chứ, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em thích mẫu bạn trai là lỗ mũi cao chút xíu để cải thiện hơi giống. Với lại người thì tròn tròn chút, nhìn cho nó ấm áp. Thấy dưới vỗ tay là hiểu bển bển sao rồi đó. Rồi dạ. Gì nữa? Với lại anh ấy là phải có trách nhiệm, đừng có hút thuốc. Nếu mà lâu lâu đi với bạn bè thì hút không có đích thôi, đừng hút nhiều em, tại vì em ghét cái mùi thuốc lá lắm. Cái hút thuốc này mình cũng cố gắng hạn chế là mình sẽ là bỏ. Dạ. Tốt. Có điều gì em không thích nữa không? Em không thích bạn trai là nói nhiều, hay người miền Nam mình gọi là nổ á chị. Dạ, nổ. Có gì nói không? Nãy giờ em nghe anh chưa có nổ gì chưa? Dạ chưa. Em hình dung nãy giờ qua bức rèm em nghĩ ảnh là người ra sao? Em nghĩ chắc là ảnh cũng là cũng to con. Đây bây giờ dạ. Nè. Hả? Ảnh đó hả? Đây là quà của anh sẽ tặng cho em. Dạ. Em nhìn quà đón người. Bên đây thích lỗ mũi cao chứ không phải thích lỗ mũi dài. Cao có cao. Đó, em nhìn quà đi đoán người luôn. Nhìn chắc ảnh to con lắm anh hả? To sao to? Dạ. Quà nhỏ mà. Nhưng mà nó giống cái con này anh. Quà của anh gửi cho em đó. Dạ. Rồi, nói chứ ảnh dễ thương lắm. Đi nghĩa vụ về rồi thì bản lĩnh lắm, về chính trị, về xã hội, về con người, về gia đình. Nói chung là anh có hết á, anh tin là như vậy. Dạ. Giờ anh làm cái chức đó thì bản lĩnh nó cũng tốt lắm. Dạ. Ha? Tại vì ba em cũng là thương binh á anh, thì em nghĩ là chắc là hợp với ba. Vậy là hợp đó, hợp với ba em. Quan trọng phải hợp với em chứ. Dạ dạ dạ. Thôi ôm nó thử coi thấy sao. Vừa tay không? Vừa tay. Dạ vừa tay. Vừa không? Em. Em đúng không? Dạ. Thấy thích không? Dạ thích. Hùng lên cái đi. Đó rồi. Đến đem nụ hôn về bên kia nha. Được, dễ thương em, dễ thương lắm. Ủa rồi à, ba mẹ em đi hôm nay tham gia chương trình thì ba mẹ có muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào không? Con rể tương lai thế nào không? À, ba chỉ cần nói là miễn là cái bạn nó thương con là được rồi. Chứ ba không có cần điều kiện nó cao sang như thế nào đâu chị. Ba có khó tính lắm không? Dạ ba em rất là khó. Hả? Ba nói là muốn mà quen ai á thì dẫn về đây cưới hỏi đi, rồi ba cho hẹn hò. Hả? Cái gì cưới hỏi rồi mới hẹn hò hả? Tại vì ba sợ con gái bị dụ quá chị. Rồi cưới xong rồi rủi hẹn hò rồi nó trất quất, nó không hợp nhau rồi sao? Dạ, nên em là em chưa có dám dẫn ai về ra mắt ba hết trơn. Là coi như bây giờ nếu mà bên đây mà đồng ý chịu là dắt về là phải đám cưới trước rồi mà ổng mới cho đi chơi. Dạ không, về ra mắt ba xin phép ba là cho quen em thì ba mới cho đi chơi. Được. Vì để ba biết gốc gác như thế nào á chị. Này quà của em. Ôi dạ, trời ơi. Ôi trời ơi. Thấy em có quà của em là em cố tình được. Ôi trời ơi. Bây giờ nãy là cổ hung vô đây nè, giờ hung vô luôn. Hung vô lấy hơn. Đó. Đây em cái gì đây? Cái hình của em là hồi xưa đây chị. Đố chị là em là người nào? Chánh giữa. Dạ. Trời ơi, dĩ vãng nhạt nhòa. Thời này thầy làm anh nuôi đúng không? Dạ. Chắc là lúc đó nấu ăn nhờ hít nhiều quá. Bây giờ nó mới dạ, một phát. Dạ, nấu xong rồi xong no rồi hết ăn rồi đó. Phải, hèn chi cái tiểu đội của ông nấu ăn ai cũng ốm hết trơn á. Đây đưa cho bạn gái chút xíu, bạn gái coi chia trước cho tức chết luôn. Trời ơi trời. Không gì dễ thương mà. Nhưng mà nói nghe nè, ba bạn gái rất là khó, em có ngại không? Thì là mình phải thuyết phục là ba của bạn gái. Bây giờ đây đó, em quay qua đây, đây. Dạ. Bên đó là anh đóng vai là bác thương binh. Dạ con là Phúc, quen Hoa được mới đây một tháng là sau khi được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hả bác? Quen xong về nói tôi trước tôi mới cho quen. Dạ thì chương trình cũng tạo điều kiện cho các con là được đi xem phim này nọ. Và Hoa thì có hẹn một ngày để tôi tới gặp gia đình bác. Xem phim chưa? Dạ chỉ mấy con chỉ xem phim bình thường thôi bác, không có gì à. Xem phim sao bình thường? Vô đó nói gì? Thì phim hành động mà bác. Rồi cậu có hành động gì không? Dạ không, con chỉ ăn bắp thôi. Được. Có nắm tay gì trong rạp phim không? Dạ nắm tay thì cái đó của bạn nữ nắm bằng nữ thôi chứ con đâu dám đụng tới đâu. Biết được rồi, được rồi. Ông khó tính quá kệ ông đi. Bây giờ nếu được thì nào tiến tới hôn nhân được. Sáng luôn á. Dạ thì mình tìm hiểu xong là phải một năm. Một năm. Dạ. Lấy nhau về ở quận 4 hay ở quận nhất? Nguyên dòng họ là ở quận 4. Là vô một cái hẻm thôi là nguyên gia phả. Trời.
Hẻm nào? Hồi xưa quận Tư, dạ, hẻm 73, chùa Linh Hương. Đây. Kính thưa quý vị, nhà trai rất đẹp trai, ảnh đó, áo trắng đó em. Dạ, ảnh cười cũng dễ thương. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với anh trai, chị gái, chị dâu và các bạn của em. Anh ruột hả? Dạ. Rồi, mời anh chị. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. À, chào bạn đi ha. Thì mình với bạn chắc cũng chạc tuổi nhau thôi. Dạ, em chào thì, anh. Thì nói về Hoa thì xưa tới giờ thì em nó hiền lắm. Hiền, nó thiệt thà, thiệt tình đó. Dạ. Bạn chắc sinh năm 88, 89 vậy hả? Dạ, em sinh năm 88 mà tính đúng của em là 87. À, 88 thì chạc tuổi mình vậy ngồi chung bàn được không sao? À. Không, nhưng mà chung bàn vẫn phải kêu bằng anh. Trời, cứ anh. Chạy, phải kêu bằng anh chứ kêu bằng thằng không được à. Không, bên đây phải kêu bên đây bằng anh. Không có cả con gái đâu. Đúng rồi. Thì nói chung thì bạn thì thấy tướng tá người cũng cao ráo. Thì dạ, chắc làm trong đó thì đội hình đội ngũ thì chắc cũng quen rồi. Dạ. Thì chắc cũng cứng rắn rồi. Nhưng mà mình siêng năng tập thể dục chiếu. Đàn ông dạ, mà có bụng rồi thì không tốt lắm. Đấy không? Dạ. Thì em gái nè, thì anh thấy bạn này thì cũng được. Mình tâm lý mình đến với nhau. Dạ, em cảm ơn anh. Mình giờ khó giống ba bạn không hay khó hơn? Anh Linh thì đóng rồi không bằng ba em đâu. Ba em mà khó gấp ba lần vậy. À, tại vì quân sự mà. Trời ơi. Rồi. À, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh. À, rồi, em trai bữa nay mình đi với ai? Dạ, ở đây em có đi chung với mẹ và em ruột và em họ. À, mẹ đó hả? Dạ, chào cô. Chào cô. Chào Nguyên Linh, Cát Tường. Tôi mẹ của Phúc. Đến đây muốn tạo điều kiện cho con mà không biết nói gì. Thấy cháu gái đây là rất dễ thương. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ thôi hả cô? Bây giờ nếu... Em gái đi, em gái thấy chị dâu tương lai sao, được không em? Dạ thì em thấy cũng được. Em nghĩ là anh hai với chị thì sẽ hợp. Hợp á, em về em phải khuyến khích hai người lập ra cái lịch trình đi tập thể dục nha. Rồi, so sánh nha em. Vô là em để tấm hình nó ngay mặt ảnh liền, em so sánh cho chị. Vô. Rồi, em dạ, em cảm ơn. Dạ. Đối với em thì em nhận thấy anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh khác trong hình lắm. Hình đó cách đây mình 9 năm rồi. Dạ. Nên nếu mà quen nhau á thì mình về mình tập thể dục nha anh nha. Dạ đúng rồi. Thì mình về là mình o lại. O nổi không? Được. Rồi hai người bạn vụ tính quản lý con cái kinh tế gia đình mình sao nè? Hồi nãy á, đáng lẽ là anh có một đứa cháu nữa, cô vụ cho anh. Mà tại nó quậy quá, anh sợ lên đây nó quậy quá, anh quay không được luôn á. Em cũng có một đứa cháu nữa, hình như đang ngủ ở dưới hay sao á. Tại vì chắc là bé nó còn nhỏ. Thì... Của anh thì như là được 2 tuổi mấy rồi. Cháu em cũng cỡ chạy tuổi đó đó. Hay giờ mình dẫn anh đi chơi. Con cái tự nhiên kể cháu vô, ai cũng phe cháu vậy. Cưng cháu quá mà. Dạ, em rất là yêu con nít, nó dễ dạ, thương đó. Dạ. Con cái sao, thích trai gái nói luôn đi. Trai gái đều là con. Chờ cho con nào thì mình nhận thôi. Hôm nay em nhìn em rất xinh. Em cảm ơn anh. Chắc dạ, về gặp bố để ra mắt bố để biết tí xíu. Dạ. Dễ thương mà, tốt bụng lắm á nha. Làm tốt quá, bụng bự quá. Suy nghĩ thật kỹ nha, và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ á, cái chuyện này rất là quan trọng nè. Em xin phép ba của bạn nữ. Rất khó tính. Ổng mà thấy lên đây mà nắm tay nắm chân chưa xin ý kiến là chết. Em xin đi tại em ba làm. Ba đang ngồi coi tivi đó. Khó hơn tôi nãy luôn đó. Con xin bác trai là con xin phép để nắm bàn tay của bạn Hoa. Và có thể hôn má của bạn Hoa một cái được không bác? Phải hứa trước coi bác có cho không hả? Dạ con hứa với bác thì con cố gắng hết. Con đang chăm lo cho bạn Hoa. Và cố gắng tìm hiểu nhau. Và được tiến tới hôn nhân nhau. Hai mặt bác ở nhà. Đồng ý. Tay đi. Dễ thương lắm, hôm nay đặng may lắm á. Tôi nghĩ cặp này dày mập nữa quá chứ không ốm nổi quá. Phải xuống nha. Rồi bác ơi, vậy là cũng thấy được rồi đó bác. Bác ở nhà bác nên đồng ý cho đôi trẻ tiến tới xa hơn nữa nha bác. Đây là chiếc vé xem phim của chương trình gửi tặng các bạn.
chúng ta sẽ có cơ hội đến với cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây, phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Isaac Hàn Quốc. Và đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là sản phẩm từ Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Hai bạn, chúng ta chào ba bác cái đi. Được rồi. Chuyện tình yêu, không biết hôm nay họ có tạo thành một câu chuyện tình yêu đẹp hay không. Nhưng mà chắc chắn là sẽ là một cuộc nói chuyện rất là thú vị. Hello, chào anh trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Rồi, dạ đợi Tường chút xíu, bây giờ Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái mình vào rồi mình bắt đầu câu chuyện nha. Dạ. Mời em ngồi vào. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Em cảm ơn chị. Chị mở mặt nạ giùm em luôn nha. Tháo mặt nạ luôn em trai ơi. Rồi, đẹp rồi. Qua chương trình, em xin chào chị Cát Tường. Chào văn nữ của anh kia. Em tên Nguyễn Minh Tấn. Năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp làm thầu điện, xây dựng điện gia dụng. Em có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nên... hôm nay em tham gia chương trình để rồi tìm. Nhưng mà bây giờ là hiện giờ từ từ cứ vô cái chuyện tình yêu, từ từ mình vô nè. Bây giờ Tuấn là quê ở đâu? Dạ, quê của em thì ở Gò Công, Tiền Giang. Còn em hiện tại bây giờ đang ở quận 8. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu tên tuổi của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào anh đối diện. Em tên là Hoàng Thị Ái Ly. Em sinh năm 1983. Nghề nghiệp của em là uống tóc nữ. Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bây giờ mình làm là mình làm cho người ta hay là tiệm của mình? Dạ, tiệm của em. Rồi, kể tiếp câu chuyện hồi nãy anh mới nói đi nè. Hiện tại mình đã gãy đổ một lần rồi đúng không? Dạ. Cái mối hôn nhân đó là bao lâu, cách đây bao lâu rồi? Được 10 năm mà. 10 năm rồi, mình có cháu nào chưa? Đưa cháu trai 18 tuổi. Đang sống với mẹ hay là đang sống với bà? Đang sống với bà, là xưa giờ em nuôi luôn, gà trống nuôi con luôn. Dạ. Wow. Rồi vậy mình có còn liên lạc gì với mẹ của cháu không? Dạ không. Em không có còn liên lạc nữa. Rồi mẹ cháu cũng không có thăm cháu luôn hả? Thì cũng lâu lâu, lúc trước thì có về thăm, mà lúc này không có về. Hai cha con ở với nhau thôi? Chia có mẹ chứ. À, mẹ của em? Dạ. À, vậy là cũng có bà nội lo cho cháu cũng đỡ đúng không? Lúc em đi công việc thì nội lo đúng không? Dạ, dạ, dạ. Rồi, cho chị hỏi một tò mò một xíu là cái hôn nhân đó mình quen được, mình ở với nhau được bao lâu thì mình gãy đổ? 8 năm chị. 8 năm có một mặt con. Lý do gì lại gãy đổ vậy em? Dạ, vợ em có người khác cho nên không có giải quyết được rồi. Cho nên em chia tay, ly hôn với nhau. Nhưng mà em có hiểu cái lý do vì sao mà người ta có người khác không? Người ta có bao lâu mình mới phát hiện được? Có đi làm rồi xong rồi cặp bồ, cặp bạn thì em không có biết. Rồi xong cuối cùng em mới phát hiện trong tin nhắn rồi mới biết là như vậy. Rồi em kêu ba mẹ qua nói chuyện với nhau. Rồi giải quyết không có được rồi thôi. Rồi của lúc mà ly dị là em dành nuôi con hay là tại vì cô ấy không muốn nuôi con? Tại em cũng muốn nuôi con mà cô ấy nó đi qua bên nước ngoài làm thì cũng không có tiện đem con theo được. Hiện giờ cô sống nước ngoài rồi? Bây giờ cô qua nước ngoài có chồng khác rồi. Rồi, chị hiểu rồi. Rồi suốt bao nhiêu năm nay tại sao em không đi bước thêm bước nữa lúc mà cháu nó còn nhỏ mà để tới bây giờ? Hồi 2016 em cũng có tính tới tiền hôn nhân nhưng mà tới đó thấy không hợp với nhau rồi nên em không có tính tới nữa. Hoàn cảnh mình thì sao Ly? Dạ em cũng từng kết hôn năm 2014. 2014? Dạ. Và em tính cả thời gian ly thân là được 3 năm rồi đó chị. Bây giờ đã ly dị chưa? Dạ rồi. Mà mình ở chung với nhau được mấy năm? Dạ khoảng 4 năm. Khoảng 4 năm. Coi như là 4 năm sống chung, 1 năm ly thân. Rồi ly dị tới nay là thêm 3 năm nữa rồi. Dạ. Mình có cháu nào không? Dạ thưa chị, em có hai bé trai nhỏ. Hai bé trai mấy tuổi cưng? Dạ đứa lớn 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi. 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ là 3 tuổi rưỡi. Rồi ai nuôi cháu? Dạ tòa xử thì mỗi người nuôi một cháu. Nhưng mà em thì em vẫn dành là nuôi hai. Nhưng mà bên ba thì không chịu. Nhưng mọi người nuôi một đứa nhưng mà ba thì lại không có nuôi được á. Tại vì ba đi làm công trình đó chị. Vì ba để em nuôi để ba phụ cấp. Có nghĩa là giờ em vẫn nuôi hai cháu và bên ba của cháu là phụ cấp. Dạ. Dạ, rồi ba có thường thăm nom này kia thường xuyên không? Dạ, cũng hiếm lắm chị. Bây giờ ảnh có người mới chưa? Dạ rồi, ảnh... Có những cái chuyện mình vẫn chưa thể cho qua được hay sao em?
em có bầu á là ảnh đã ngoại tình 6 tháng trước đó. Trước cái cuộc hôn nhân của em á, nó cũng có nhiều mâu thuẫn á chị. Rồi em vì thương con rồi cố gắng chịu đựng á chị, để cho con mình nó lớn thêm một chút nữa. Cứ như vậy mà kéo dài tới lúc mà em phát hiện ra ảnh ngoại tình á, thì con không có động lực để cho em thôi luôn. Nhưng mà thì hỏi thiệt sự là đến giờ phút này thì em đã nguôi ngoai cái câu chuyện đó chưa? Em ít khi em nghĩ, tại vì mỗi lần em nghĩ thì em sẽ rất là buồn. Mà tự nhiên xong rồi chị hỏi thì tự nhiên em lại nghĩ như vậy, không biết nữa. Chứ bình thường là mình không còn nghĩ tới nữa, phải dạ, không? Dạ đúng rồi chị. Phải mình lo cho con là chủ dạ, yếu, lo cho con nhỏ. Chị nghĩ em vừa làm việc vừa chăm hai bé, có thời gian đâu chị, bận rộn lắm. Nhưng thật ra mình phụ nữ mình bị đưa vào cái thế là mình phải mạnh mẽ. Chứ thật sự thì trong sâu thẳm ai cũng rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng và rồi. Và cũng có cái cần người chia sẻ. Giống như khi chị hỏi là đúng là cái nỗi niềm của em thì ức ức nó như vậy thôi. Chứ còn thật sự chị biết khi đã nguội lạnh và khi em đã đăng ký tham gia chương trình thì tất nhiên cái câu chuyện đó dạ, đúng nó rồi. Cũng chẳng còn cái gì. Chính xác. Với lại người đó cũng không còn xứng đáng với mình nữa. Người ta dạ, đã có cái người khác trong cái lúc mình đang mà vừa cạn, đang cái lúc khó khăn nhất thì người ta cũng đã không còn cái cảm tình cảm với mình. Đúng không em? Dạ đúng. Thôi rồi. Thì bây giờ cái đó là cái số phần của mình đó, mình chịu và mình sống vì cái tương lai, hy vọng vì cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Và trước mắt là mình làm những gì tốt nhất cho hai đứa con của mình là được rồi. Dạ đúng rồi. Không em? Em cũng mong như vậy đó chị. Dạ. Em ơi đừng khóc em ơi. Rồi em phải nói lớn cũng mới nghe chứ, cách nhau qua cái dạ, tim nghe mà. Rồi. Nói đi. Em ơi đừng khóc em ơi. Nãy giờ chị mới thấy em cười luôn á trời. Cười là tươi lên, nhìn lên có gì mà cứ nhìn xuống không vậy? Nhìn lên cho đời nó tươi lên cưng, nhìn xuống nó xuống dốc à. Em dặn lòng là sẽ không bao giờ em khóc, không hiểu tại sao hôm nay chị kể em khóc rồi đã đi em, không có vấn đề gì đâu. Hay mình có kể, muốn kể câu chuyện gì của mình nữa không? Rồi lúc trước thì em cũng có quen một mối tình ở bên Facebook. Rồi quen cũng được hơn năm mấy. Là sau khi ly dị vợ đó ha. Dạ, quen được năm mấy rồi người đó đi lấy chồng. Rồi xong em mới buồn. Em mới quen qua bên Zalo được cô đó là tính tiền 2016 á, chuẩn bị đám cưới, chụp hình cưới rồi. Rồi xong cái mà thấy tình trạng mà ghen, em ví dụ em tới cái chỗ cửa tiệm chơi á, thì cũng người đó cũng làm tóc. Em hỏi thăm em gái này kia rồi nay đi đâu chơi gì đó. Cái à, em hỏi thăm mấy bạn nhân viên á hỏi sao? Hỏi em của người đó. À hỏi em của người giống đó. Giống như là anh rể hỏi thăm em vợ đi. Đó mà hỏi thăm cũng không được nữa, mới hỏi nếu mà hỏi đi kiếm nó hỏi đừng hỏi tôi. Mà vậy bạn gái em cũng ghen nữa là dạ, cũng không có hỏi luôn. Dạ. Cả em gái mình cũng không được hỏi luôn. Dạ đúng rồi. Mà chụp hình cưới rồi luôn. Dạ chụp hình cưới rồi luôn. Rồi cuối cùng chia tay luôn. Là 2 tháng mấy nữa là cưới. Ai là người quyết định thôi? Người đó nói chuyện nói lời chia tay trước. Sao ngộ vậy, kỳ vậy em, đã quyết định phụ nữ mà đi tới cái quyết tại định vì cái lời nói mà chia tay đó người ta khó nói lắm. Đúng rồi, sao mà người đó nói được? Em có tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa là tại vì sao không? Thì nói chung là người đó nói là chia tay còn không gì nữa, nói đem cái hình chụp hình đám cưới á mà đem đi dục vỏ gác mày kia đầu rồi thôi em tức quá thôi. Là thôi luôn. Dạ. Cũng không hỏi nguyên nhân hay là người ta cũng có người khác nữa hay là người ta thì không vừa lòng cái vợ em là, em là khi mà chia tay rồi á là em không có cưới nữa, em quỷ bỏ cưới á. Người đó có đi lấy chồng khác đó. Nhưng bây giờ chị hỏi thiệt nè, có bao giờ em tự ngồi em suy ngẫm hay em chiêm nghiệm lại hay là mình có một cái điều gì đó mình chưa tốt hay cái gì đó mình quan tâm cái người phụ nữ của mình chưa đủ hay là như thế nào khiến cho người ta như vậy hay không? Có khi nào em suy nghĩ đến điều đó chưa? Tại vì người đó thì ghen tuông này kia rồi em không chịu được cái cảnh đó. Ví dụ đi ăn uống rồi tính toán với ví dụ chồng như là chồng sắp cưới của mình rồi. Tính toán là sao em, chị chưa hiểu tính toán là sao? Nói chung là bữa đó là người đó nói là với em là hôm nay đi ăn lẩu dê em bao. Rồi xong cái đi sách được có 200.000 à. Rồi mà đưa trong đó ăn thì tới 270.000. Cái em mới tức nói ủa sao rủ đi ăn mà sao còn kêu anh trả tiền thêm. Tại vì em nói ví dụ bây giờ mình nói được á, mình đi dẫn đi bao thì mình nên nói, còn dẫn không được thì đừng nên nói. Em bao cũng được nữa, mà tại vì em tức cái lời nói như vậy.
có gì đâu tức. Trời ơi, cái chuyện nó đơn giản muốn chết. Bây giờ vợ sắp cưới của em rồi thì em dẫn vợ em đi ăn chuyện bình thường thôi. Thì đúng rồi, em dẫn ăn bình thường, nhưng mà có cái là vợ nói thử mình thử cái lòng người ta lòng như thế cái nào gì, thôi. Nhiều khi người ta nè chị chứ... đây chị không có binh cái người đó, nhưng mà chị nói thiệt luôn, thí dụ chị mà thích cái anh nào, hoặc là chị đang có bạn trai mà cái bạn trai chị hơi bị không có được chủ động, hoặc là bạn ấy quên đi lo công việc gì đó mà không bỏ bê chị, không có rủ chị đi ăn đi uống đi chơi, mà chị nhớ bạn trai chị thì chị mới gọi điện hoặc là chị nhắn tin, chị tạo một cái cớ thôi. Anh, hôm nay em quay em đi quay ở nhà hàng Phiêu Mười đó, nhà hàng này có món ăn ngon lắm, tối nay em bao anh. Giống như thật sự luôn, bữa nay chị Tường quay đây nè, hồi nãy Tường cũng có gọi điện cho bạn Tường luôn, ở đây nhà đồ ăn này ngon lắm, bữa nào Tường bao mình đi ăn ở đây nha. Là người phụ nữ họ rủ, họ nói họ bao thôi, nhưng mà Tường chưa bao giờ trả tiền, Tường bao. Nhưng mà cái khi mà cái người đó đồng ý đi với mình thì người ta tới người ta ăn, ta vẫn trả tiền à. Đối với chị Tường, đối với chị là nam phải trả tiền cho nữ là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi, mà mấy lần trước á đi ăn em cũng trả tiền bình thường, nhưng mà em thử coi cái lần kỳ này coi người đó có nói cái lời nói có đúng như vậy không. Nhưng mà người ta ép em, ép người ta bao em hay là người ta tự động người ta nói người ta bao? Người ta tự động rủ em đi ăn. Thì là người, người ta nhớ em, người ta muốn kêu em đi ăn đó. Đâu có đâu, tại vì em nói rủ đi ăn thì nói đại ấy đi rồi để em khỏi có ấy. Vậy là bữa đó em cũng không có chuẩn bị, không có đem tiền theo hay sao? Em có đem em theo tiền luôn. Rồi cuối cùng em có trả không? Em tức một cái là rủ, nói rủ lại đi ăn á mà cứ kêu anh trả tiền ra thêm nữa. Rồi cuối cùng là bữa đó ai 270 đó là ai trả? Em bù vô thêm 70.000 nữa. Trời ơi trời. Rồi chia tay luôn, cái cuộc tình luôn đó hả? Con trai đi ăn phải trả tiền cho con gái là cái chuyện đó bình thường. Dạ thì em trả bình thường, nhưng mà tại cái em tức cái lời nói đó thôi. Không có tức gì, mai mốt mà bạn gái bên đây nè, bây giờ lên mai mốt ly rủ ảnh đi ăn cũng vậy nữa. Rủ mình mời là tại vì cái chỗ nó ngon, mình lịch sự. À, bữa nay tới nhà, à, bữa nay có quán hủ tiếu đó ăn ngon lắm, đi đi không? Em bao anh đi ăn. Thì ok là đi là cái cớ thôi, nhưng mà đi thì vẫn em trả tiền chứ. Dạ, đúng rồi. Đừng cứ để bạn gái trả tiền chi mấy cái chuyện đó. Trời, cái này là chị không có bên em được đâu. Thôi nói chung chuyện nó qua rồi, mình không khơi chuyện cũ. Nhưng mỗi cái việc mà nó xảy ra, cả đôi bên luôn, ngay cả Ly cũng vậy mà anh cũng vậy, và bản thân chị cũng là người gãy đổ, thì chúng ta phải có cái thời gian chiêm nghiệm lại coi tại sao mình lại bị rơi vô cái tình cảnh như vậy. Yeah. Thường thường người ta nói nè, có lửa mới có khói. Chị nói, chị cũng không sợ em buồn nha Ly. Có lửa phải có khói. Người ta lỗi 10, mình cũng phải có lỗi 8. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cái tay đưa lên một bàn tay không bao giờ nghe được cái tiếng vỗ, mình phải hai cái vỗ lại với nhau nó mới ra cái tiếng, đúng không ạ? Cho nên mỗi người mình cũng lớn rồi, mình nên suy nghĩ, chiêm nghiệm, rút ra những cái gì đó cho cái bản thân mình, để sao để cho cái cuộc tình mới của mình nó trọn vẹn hơn, đồng ý không? Rồi em nè, có điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chịu khó và biết kính trọng mọi người. Và em phải có tính thương người. Rồi còn điểm yếu của em thì em dễ khóc và em cũng mau giận, nhưng mà cũng mau quên lắm chị. Tới cái phần bây giờ tìm kiếm tình yêu nè, bây giờ em muốn tìm một mẫu người vợ tương lai mình là người như thế nào? Người mẫu tóc dài. Rồi gì nữa? Cao 1m55 trở lên. Gì nữa? Chị nặng 48kg trở lên. Rồi, đúng con số vậy luôn hả? 1m55, 48kg luôn hả? Rồi gì nữa? Hết rồi. Chắc chưa? Chắc rồi. Rồi còn em thích một mẫu người chồng tương lai nhìn mình là người như thế nào? Dạ thưa chị, em thích hình thức thì em cũng không có quan trọng lắm. Em chỉ thích mẫu đàn ông sống thêm tình cảm, gia đình và hiểu em, công việc ổn định, nói năng thì lịch sự, nho nhã và biết kính trên nhường dưới vậy thôi. Rồi em đoán thử coi, em cao mét mấy? 1m68, 50kg. Chỉ có 50kg hả? Đúng là ốm hơn tôi trời. Kiếm đi ảnh nó trọng á. Còn bên đây em tìm đi. Trời ơi đông gái. Một cô gái trong ba cô này em lựa đi. 1m55, nặng 48kg coi có không. Rồi nhưng mà cô đó không có tóc dài à nha. Anh nào? Tại sao chọn anh đó? Tại vì em thấy số ký của ảnh rất là nhỏ, em đoán anh này. Rồi cầm đi, để tôi mở cửa trái tim luôn coi. Rồi mời hai anh chị nhìn về phía trái tim này nha. 1, 2, 3. Sao ạ?
Rồi vậy là em chọn đúng luôn rồi. Đúng là mà đúng. Ủa em thấy giống mà chị. Đúng là mà đúng. Em thấy giống y chang. Anh đây nè. Sao anh nói mà đúng được? Rồi mình đúng không em? Đúng. Chúc mừng bạn trai đã đoán đúng ha. Rồi em sai rồi nha cưng nha. Em có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Em cũng có một món quà tặng cho anh nè. Đây là tất cả những cái gì mà em muốn nói đó. Em đã niêm phong ở đây hết rồi. Em cảm ơn. Người ta vui quà mình cũng vui chứ. Dạ những món con gái thích. Anh chú đáo hơn em đó, chú chị. Chú đáo hơn em ha, hai bên. Chú đáo hơn em ha. Chính giữa một cái hộp có một chiếc nhẫn rất là xinh. Mà nó nghe nè, đi ăn dẫn bạn gái đi ăn trả có 70 ngàn mà tiếc nhớ tới giờ mà sao sang trọng quá vậy, tặng bạn gái quà nhiều quá vậy em. Em nói tại vì cái lời nói á, khi mà mình nói ra được á thì mình phải làm được. À có như em tức cổ nói cổ bao mà cổ không bao thôi đúng không? Không bao. Ừ, chứ không phải là tại không em tiếc tiền bạc gì hết đúng không? Rồi hiểu rồi, mai mốt ngàn nhớ nói bao là phải bao. Còn hôm nào không bao thì chỉ rủ thôi, anh đi ăn chỗ đó hay là anh dẫn em đi ăn chỗ đó chỗ kia. Nhớ nha, con người người ta thẳng thắn thật thà, nói là phải làm. Vậy cũng là một cái cá tính hay đúng không em? Dạ. Yeah. Rồi, thôi quyết định vậy đi. Rồi bây giờ thì em tự tin lên xíu, nhìn thẳng cô gái ấy rất là dễ thương nè, đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười rất xinh. Tường sẽ cho hai bạn ít phút thời gian trò chuyện với nhau rồi Tường sẽ quay lại. Bây giờ thì Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng Fumer. Xin mời. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon và rất đặc biệt nha. Đây là món cơm hấp của Nhật. Dạ. Chắc là hai bạn chưa ăn thử lần nào đúng không? Dạ chưa. Bây giờ mình ăn thử nha. Ăn ngon, trò chuyện tâm sự với nhau. Tự tin lên nha em. Dạ. Mình chủ động, mình là đàn ông nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi, chút xíu chị Tường quay lại liền. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Ừ, ăn đi em. Em mời ăn nha. Mời em. Dạ. Ở nhà anh hay đi chơi không? Anh ở nhà cũng ít có đi lắm. Chỉ có tối đi uống cà phê xong rồi về nhà ngủ à. Anh ít nhậu mà anh có biết hút thuốc không? Anh có hút thuốc, hút cũng ít. Một ngày cũng 6-7 điếu. À, dạ được rồi. Anh có ngại khi làm bạn với em không? Thì cũng đâu có gì đâu ngại. Anh có được nghỉ cuối tuần không? Nhiều khi lúc nghỉ, nhiều lúc không. Nói chung là chủ nhật của anh nhiều lúc cũng phải đi làm. Nói chung nhiều khi ban đêm cũng có đi nữa. Là tăng ca. Anh làm công việc của anh là làm tự do. Ví dụ nhà đó điện nước đều hư á, ban đêm hay gì đó, người ta kêu mình tới mình sửa cho người ta. Vậy cũng được. Ở nhà em có mấy anh chị em? Dạ 6 anh chị em. Em là gái út trong nhà. Còn nhà anh thì có hai anh em, anh với nhỏ em gái thôi. Em gái anh thì có chồng rồi, có con, mới có con. Dạ. Ba mẹ em ở nhà làm gì? Dạ mẹ em trước đây là buôn bán, bây giờ mẹ em lớn tuổi rồi, mẹ em nội trợ thôi anh, với trồng rau trồng tráng vậy đó. Dạ. À anh có khi nào lên Bảo Lộc chơi chưa? Anh có đi xa lắm, anh chỉ có ví dụ đi làm xong rồi về uống cà phê xong rồi tới cỡ 10 giờ về ngủ. Chứ vậy anh... vậy cái động lực nào mà khiến anh lại đăng ký chương trình này? Lớn tuổi rồi thấy vậy đó, mình nên tìm bạn cho mình thích hợp á nhau và đi tới hôn nhân. Cũng may, tại vì thường thường em thấy đàn ông mà có tí tuổi như anh thì cũng làm biến đi tìm mà bạn gái đó. Món ăn này ngon không anh? Dạ ngon. Mình ăn thử cái món cơm Nhật này lần nào chưa? Dạ mới ăn lần đầu. Mới ăn lần đầu nhưng mà ăn được đúng không? Dạ. Hợp khẩu vị đúng không? Dạ. Rồi, nãy giờ anh có dám nhìn em cái nào chưa? Dạ có, nhìn chăm chăm luôn mà chị. Vậy hả? Trời ơi, vậy là em hên quá, từ đầu giờ anh không dám nhìn chị một cái nào tại luôn. Tại vì em bắt anh phải nhìn em mà. Vậy là em hay rồi đó. Nãy giờ thật sự là chị cũng dành diễn đàn cho em nhiều hơn. Nếu em có hỏi về hoàn cảnh của ảnh chưa, ảnh cũng là gà trống nuôi con. Dạ. Đó, rồi đang sống với mẹ nữa. Ví dụ như theo như em nghĩ thì mình tìm hiểu nhau bao lâu thì nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới với nhau được? Dạ nếu mà tìm hiểu với nhau thích hợp đó, khoảng chừng năm trở lại gì đó mà mình tính tới. Cổ thì cũng có hai con nhỏ riêng thì em nghĩ nếu lấy nhau thì mình sẽ sống như thế nào? Dạ cái đó để mình thương lượng với nhau. Thương lượng là thương sao? Nếu mà lấy nhau thì dĩ nhiên là con cũng phải theo mẹ, thương mẹ phải thương con, cái chuyện đó là phải đương nhiên. Chứ người ta mới chấp nhận mình được. Em 10 năm gà trống nuôi con vậy, cái khó khăn nhất của em là cái gì? Cố vượt lên chính mình để mình tự bước tiếp. Thôi bây giờ thì chị ra ngoài chị cũng thấy là hôm nay tụi em đi theo đều có gia đình đi theo. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ mời gia đình của hai bạn vào để mình cho một chút xíu ý kiến ha, để coi người ngoài nhìn vào thì thấy như thế nào. Bây giờ Tường xin phép dạ mời cô vào đây ạ.
Con gái vô đây cưng. Dạ. Dạ chào cô. Dạ. Cô là mẹ đúng không ạ? Dạ em là mẹ của Tấn. Dạ mẹ của Tấn. Còn em là em gái. Em gái, em ruột. Dạ không, dạ, em là con. Rồi, bây giờ cho Tường hỏi cô trước nha. Hôm nay nãy giờ cô ngồi cô lắng nghe câu chuyện của con trai mình với bạn gái bên đây thì cô có nhận xét như thế nào? Con em nó muốn ở đâu thì em cũng chịu ở đó. Dạ, nhưng mà thật sự Tường cũng muốn cô chia sẻ một xíu là trong suốt những cái thời gian mà cô hỗ trợ Tấn á, mà nuôi cháu thì có vất vả cực khổ lắm không cô? Nói chung khó khăn lắm không cô? Cũng vất vả. Thì Tấn nó đi làm thì nhà mình phải coi nó hoài. À, một tay cô làm đúng hết rồi. Chắc cháu đeo cô nhiều phải không cô? Dạ, cái gì cũng đi chơi cũng mẹ bà nội. Thì ví dụ làm gì quần áo gì là bà nội làm hết. Một tay bà nội lo hết. Lo hết, ăn uống của bà nội lo luôn. Dạ. Vậy đó. Nhưng hiện tại bây giờ thì cuộc sống của cháu như thế nào rồi cô? Nó thì nó đi làm được. Bây giờ con hỏi thiệt, Tường hỏi thiệt cô nè. Ví dụ bây giờ trường hợp mà phải cái duyên đó, và khi hôm nay đến với bạn gái bên đây thì nãy giờ cô cũng nghe hoàn cảnh bạn này cũng đang còn có hai con nhỏ cũng gãy đổ như vậy, thì thật sự con nói thật, hỏi thật lòng là cô có ngại hay là có lo lắng cái điều gì không? Nói chung mình cũng thấy con nó nhỏ thì cũng kỹ thời tội nghiệp, nhưng mà nếu mà nó thương thật sự thì từ từ thì mình cất nhà lớn lên rồi mình cho tụi nó về ở cũng được. Dạ. Chứ nếu mà biết sống với cha với mẹ với hòa thuận gia đình đó thì tốt. Dạ. Tự gì ở nhà hay có đứa em gái nữa. Dạ. Hồi xưa đến giờ chưa bao giờ gây lộn. Dạ. Ví dụ người chịu này thì người chịu kia vậy đó, cho nên sống phải hòa thuận mới biết với nhau. Dạ. Không có hỗn. Nếu mà hai bạn mà yêu thương nhau thì cô cũng đồng ý đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ cảm ơn cô ạ. Em chào cô một câu, em muốn nói gì với cô không ạ? Mẹ chào bác chào con. Dạ con chào cô. Con cảm ơn cô rất là nhiều vì đã thương và thông cảm cho con. Dạ rồi, đó là hôm nay cái gặp mặt như vậy thôi, còn cái chuyện thật sự đó là mình hỏi thôi. Dạ. Còn cái chuyện tình duyên của hai bạn là hai đúng bạn rồi. Nó sẽ tự quyết định cô ha. Dạ. Thế còn em gái thì sao, nãy giờ nghe câu chuyện của hai anh chị này thì em nhận xét như thế nào? Mình là một người trẻ nè, thì nói chung ở nhà thì em ít khi nào thích thấy chị khóc lắm. Bình thường là chị vui tươi dễ thương lắm, không có biết là chị có nhiều cảm xúc mà chị giấu á. Mà nói chung là bây giờ thì nếu mà anh chị cảm thấy là mình có thể cho nhau một cơ hội á thì hai người có thể gắn bó với nhau được không, thì em ủng hộ chị Ly. Em cảm nhận là anh này có phù hợp với chị Ly không? Em thấy anh cũng hiền lắm nhưng mà ít nói, còn chị thì ở nhà em hoạt bát nói nhiều lắm, nên em nghĩ là hai anh chị có thể bù trừ lại cho nhau á. Rồi cảm ơn em. Và cảm ơn ý kiến của cô ạ. Một vài cái ý kiến để cho hai bạn có thể tham khảo thêm, để một lát nữa mình có thể đưa ra cái quyết định mình cho đúng đắn. Dạ cảm ơn cô. Chương trình có mấy câu hỏi dành cho hai bạn. Mình bóc mỗi người một lá, rồi mình đọc lớn lên yêu cầu trong này, mình trả lời cho nó vui, cho hiểu nhau nhiều hơn, cho nó gần gũi nhau hơn. Hãy cầu hôn bạn nữ bằng lời tỏ tình thuyết phục đối phương đồng ý làm vợ mình. Nếu chồng cũ, vợ cũ của hai bạn gặp lại có những yêu sách đòi hỏi về tiền bạc, con cái hay nối lại tình xưa, bạn xử lý ra sao? Rồi, bây giờ em trả lời câu này trước rồi anh sẽ thực hiện cái điều chương trình yêu cầu. Dạ, nếu mà trường hợp đó rơi vào em luôn đó thì em rất là thẳng thắn. Và em cũng đã từng nói với chồng em là bây giờ anh có xây cho em 10 cái biệt thự em cũng không bao giờ em quay lại với anh. Bởi vì em đã chịu đựng rất là nhiều, với em rất, anh cho anh rất là nhiều cái cơ hội nhưng mà anh không có nắm lấy. Cái quan trọng là em, anh ở với em chưa có một lần em có cảm giác an toàn khi ở bên anh hết. Thà em đến một người nghèo mà họ mang lại cho em cảm giác an toàn và tình cảm nó vơi đầy á, em vẫn chọn cái người đó. Con cái thì đã nói rõ toàn rồi đó chị, thì mình thương lượng sau đó cho nó hợp lý thôi. Tiền bạc thì tụi em không có gì phải không dính líu gì hết. Dạ không dính líu một cái gì hết. Cách giải quyết như vậy hợp lý không em? Dạ. Rồi bây giờ tới phiên em. Sao anh không có nói gì vậy? Em cảm ơn anh nha. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn anh. Rồi, về chỗ đi ạ. À. Thấy em là có xúc động đó. Dạ, cũng... em đang nghĩ gì khi lúc đó, ngay khoảnh khắc đó em nghĩ điều gì? Dạ, tại vì ảnh khác với những gì em nghĩ. Em nghĩ là chắc ảnh sẽ nói với em vài câu trước. Rồi ảnh mới... tặng nhận. Dạ, đúng rồi. Em có nghĩ là anh quỳ xuống không? Dạ, không luôn. À, em chỉ nghĩ là nói cái gì đó rồi đưa nhận thôi. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi.
Rồi cho nên thì... em mới có một chút gì đó nó rung động. Em nghĩ là em đang làm việc đó là vì chương trình yêu cầu hay là em có lồng chút cảm xúc nào của em vào đó không? Dạ cũng có chút đỉnh. Rồi thì bây giờ vậy nha, hai người nhìn thẳng vào nhau đi ạ. Thời gian dành cho hai bạn cũng khá nhiều rồi, đủ để chúng ta hiểu rồi. Tại vì cái chương trình hẹn ăn trưa chỉ là chương trình để tạo cơ hội cho chúng mai mình mai mối để mình đồng ý mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Yeah. Chứ không phải là đủ thời gian chúng ta có thể tìm hiểu hết con người của nhau. Nó phải trải qua một cái thời gian dài, đúng không ạ? Dạ. Yeah. Thì hôm nay hai bạn suy nghĩ lại thật kỹ, từ nãy giờ mình đã trao đổi những cái gì. Chúng ta cảm giác nếu mà có sự rung động và nghĩ rằng đối phương có thể là một cái người mà mình đang đi tìm kiếm thì mình bấm nút thật mạnh xuống. Còn nếu mình cảm giác không có một cái cảm xúc gì hết, hay là mình nghĩ rằng không, cái người này không hợp với mình đâu, thì thôi, mình không bấm nút. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian, chị hỏi em gái trước, tại sao em không bấm? Dạ thưa chị, em thấy ảnh cũng hiền lành á, mà cũng chịu khó. Nhưng mà em cũng không có, ảnh không có mang lại cho mấy cảm giác an toàn. Tại sao em lại không bấm nút chọn cô gái này? Tại em thấy bạn nữ cũng cũng được, cũng tốt. Nhưng mà em thấy là nếu mà em không làm đủ trách nhiệm, không làm tổn thương người bên cô gái bên kia, cho nên em không có bấm nút. Có phải vì hai đứa con còn nhỏ quá, em sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng không? Dạ đúng rồi. Đó, em cũng nghĩ giống như ảnh luôn đó chị. Thôi được rồi, mời hai bạn đứng lên. Mặc dù hôm nay là hai bạn cũng là chưa có thành đôi ha, chị Tường cũng không làm tròn cái vai trò mai mối của mình, nhưng mà chị Tường cũng rất vui vì thật sự chị cũng đã cố gắng hết sức và ít nhất thì em cũng được giải tỏa cái nỗi lòng của mình ngày hôm nay ha. Rất là vui khi em tham gia chương trình và chị cũng chúc cho em, một người mẹ đơn thân hiện tại đang phải nuôi hai con, thì được nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh mẽ, cố gắng hãy nghĩ đến con mình và cái tương lai tốt đẹp của mình phía trước để cố gắng thật nhiều. Cảm ơn chị Tư. Ừ, cảm ơn em. Mình cũng vậy nha Tuấn, cố gắng. Chị cũng hy vọng là em được nhiều sức khỏe và sẽ có một cái tình yêu đẹp ở phía trước đang đợi em. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Đây, gửi tặng cho Ly một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn quý vị, và như vậy là bà Mai lại thất bại. Nhưng mà không sao ạ, Tường cũng rất là vui, bởi vì Tường vẫn đã cố gắng làm hết cái trách nhiệm là cái cầu nối của mình dành cho các cặp đôi, nhưng cái quyền quyết định là ở họ. Và bây giờ thì thời lượng của chúng ta đã hết rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, bây giờ xin mời bạn trai ở ghế màu đỏ hãy giới thiệu trước. Em tên gì? Xin chào mọi người xem chương trình và em chào chị MC Cát Tường và chào anh Hứa Minh Đạt ở bên kia. Chào hai bạn nữ nữa. Em là Hoàng Văn Tùng. Em năm nay 24 tuổi và em đến từ Quảng Bình ạ. Hiện tại thì em đang cho thuê xe dịch vụ du lịch cá nhân. Cho thuê xe luôn. Vâng ạ. Và em hiện tại thì em cũng đang lấn sân làm YouTuber ạ. Chủ đề gì? Chuyên đề gì? Chủ đề của em là những cái thử thách nhỏ và một vài màn trôn vui vẻ thì với mọi người thân quen thôi ạ. Nhưng mà hiện tại giờ em đang làm việc ở đâu? Tân Bình. Quảng Bình, bây giờ vô Tân Bình rồi. Dạ, vâng. Cao quá vậy. Thì dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em cao hết. Vâng. Cao từ trong góc cao ra luôn. Dạ vâng ạ. Vâng. Ở nhà em ai cao nhất? Dạ em cao nhất ạ. Cao mét mấy? Dạ em 1m82 ạ. Rồi, mời cô gái bên ghế màu đỏ đi. Em xin chào anh Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Đinh Ngọc Bảo Khanh. Em sinh năm 98. Công việc hiện tại của em là marketing, vị trí là Account Executive. Em sinh ra là ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà gốc thì là gia đình gốc Bắc. Ngoài Hà Nội. Dạ đúng rồi ạ. Em ở Vương quốc Bình Chánh ạ. Bình Chánh. Vương quốc hả? Dạ. Ở đâu ra kiểu Vương quốc đó vậy? Wow. Hồi đó giờ chưa nghe khúc này là Vương quốc Bình Chánh hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, cô bé này có vẻ hơi cổ tích đó nha. Tại vì trên tay có cầm một cây gậy phép nữa đó Tường ơi. Rồi cảm ơn em. Rồi chàng trai ở ghế màu xanh. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Phạm Trung Thuận, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Bình Dương ạ. Công việc hiện tại em là tài xế của chuyện phát nhanh ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu? Nhà em ở ngay ngã tư Thủ Đức đó chị. Thế em, cô gái ngồi ghế màu xanh. Hajimemashite, watashi wa Chi to moshimasu.
Dozo yoroshiku negaishimasu. Rồi, Đạt đứng hình. Chết rồi. À sao em hiểu không? Bên đó có ai hiểu gì không à? Chào. Cái này sinh là cũng thuộc dạng là lắc xuống mất xe đó nè. Lắc xuống mất xe đó nè. À, xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc Chi. Năm nay em 24 tuổi, em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em có 3 năm sinh sống và học tập tại Nhật ạ. À, hiện tại thì em vẫn tiếp tục đi học với lại có kinh doanh tự do tại nhà. Ước mơ của em là sẽ có một cửa hàng mỹ phẩm riêng cho mình. Trời. Rồi, thôi bây giờ Ngọc Chi sẵn giới thiệu luôn về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi Chi. Dạ, điểm mạnh của em thì khá là mạnh mẽ với lại rất là thích tự do, thích đi đây đi đó, tự lập rất là cao. Còn điểm yếu thì chắc em hơi nóng tính, kỹ tính. Rồi, cảm ơn Ngọc Chi nha. Rồi, dạ, Chi thì đang ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết quan tâm cảm xúc của bạn gái. Dạ, em thật thà với em hiền. Dạ, còn điểm yếu của em là em chậm chạp, em hay mau quên. Chậm chạp sao theo kịp cảm xúc bạn gái. Con gái thay đổi thành sập sập luôn á. Dạ, cái đó chắc em chạy theo kịp. Em không thích ăn cá. Không thích ăn cá? Dạ. Không thích ăn hay không biết ăn? Dạ, em không biết ăn cá. Con cá nó tanh nên em ăn không được. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, quay trở lại với chàng trai cao 1m82. Wow. Ở ghế đỏ, em sao Tùng? Em điểm mạnh của em thì chắc là em cao, dễ làm việc trên cao. Em điểm mạnh của em thì chắc là em cao, dễ làm việc trên cao. Dễ có thể đi vào cảm xúc người khác. Em có thể đọc được cảm xúc người khác. Đọc được cảm xúc luôn. Bên đây thì theo kịp cảm xúc. Trời, thấy ghê vậy. Những chàng trai ế mà nói chuyện mạnh miệng ghê. Những chàng trai ế mà nói chuyện mạnh miệng ghê. Em không chắc chắn nhưng mà sẽ là 80% là đúng. Chị Tường ơi, Tường có đang suy nghĩ mông lung gì không vậy? Chị ta đọc đó. Không, chị không ta suy nghĩ. Em cảm thấy chị Tường đang hoang mang rồi anh Đạt ạ. Đang hoang mang đúng không? Hoang mang lắm luôn á. Sợ rồi. Yếu thì chắc nhiều khi em hay bị vô duyên. Chắc nhiều khi em hay bị vô duyên. Ví dụ mọi người đang nói một câu chuyện gì đấy thì tự nhiên em nói ra một câu á, em nghĩ là nó vui nhưng thực ra nó không vui, nó làm mọi người hết vui. Nói chung là quăng miếng hài mà rớt. Vâng ạ. Chàng trai áo đỏ lên tiếng. Cao 1m82 thì đây cô gái ngồi vị trí ghế đỏ cao 1m84 lên tiếng nè. Cái gì? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em có sự kiên trì, kiên nhẫn, biết điều. Em biết nhậu. Em biết nhậu. Em biết nhậu. Biết nhậu. Đó là thế mạnh của em đó hả cưng? Nhậu được nhiêu nè? Năm lon đầu thì em bất tử. Bước qua lon thứ 6 rồi chắc em bất tỉnh. Nói vậy á, người ta nói vậy là khiêm tốn đó. Nói năm chứ cũng phải nhân gấp đôi lên 10. Kiểu ngồi lai rai rai chắc cũng tiếng giải quyết được. Ghê. Đội mạnh. Tôi tò mò của gái này quá. Dạ. Còn đam mê gì nữa không cưng? Dạ đam mê cuối cùng thích. Em nấu ăn hơi vụng về á. Bù là em thích rửa chén. Mọi người ngại rửa chén thì kiểu đây để tao sao vậy? Tự nhiên đam mê rửa chén. Em không biết, tại vì em rửa chén không bể chị nha. Không thì chị rửa chén cũng không bể chén, nhưng mà chị không có mê rửa chén. Em cũng không biết nữa, chị chắc bị bắt rửa chén nhiều quá. Em mắc rửa lắm hả? Mắc rửa chén. Trời ơi, lạ ha. Trời ơi, hai cô gái tôi cô nào cũng lạ, cô nào cũng ngon đẹp. Ngon lành như chị, ngon lành chứ chị. Ngon lành. Tại vì em thấy điểm... đi kiến vợ thì hai cơ là đi rửa chén là em qua được môn đó rồi đó, qua vòng rồi đó. Qua vòng. Dạ. Còn điểm yếu nữa không nè? Điểm yếu của em thì là hậu đậu. Hậu đậu mà rửa chén không bị bể. Không bị bể thiệt anh. Ví dụ như cái nồi nha, em rửa cái sống chén đúng không? Thì em bay cái nồi bay vô bờ tường. Xong bây giờ hỏi là ủa mày làm gì vậy? Vậy con rửa chén rửa cái nồi lụm lên thôi. Em không có bể cái chén nào. Mà cái nồi đó còn cơm không nè? Cái nồi đó còn cơm không? Còn. Trời ơi, rửa chén không bể chứ chỉ rớt cái nồi vào cái nồi còn đầy cơm. Duyên, dễ thương. Cô bé nó chỉ sai phạm một chút xíu thôi. Rồi, mình tình trường luôn đi. Cô ghé mà ngồi ghế màu đỏ luôn nha. Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhìn nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vế. Và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Em nhớ là có một lần thì em hẹn trước đó là hẹn bạn đó đi chơi và để tặng quà cho bạn đó luôn. Nhưng mà hôm đi học ra thì nhà, cái chỗ mà học của em á
chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn nó thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, đã vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thôi em đi về đi. Em bị chơi với luôn á, tại vì từ trước tới giờ không ai làm như vậy với em cả. Em rất là tối kỵ trong cái việc là bị nạt ở ngoài đường như vậy. Có người chứng kiến luôn em. Quay lại xong rồi năn nỉ bạn nó nhận quà rồi để lên yên xe, rồi sau đó em mới nói là em đi về. Mà về thì em lại tiếp tục nhắn tin hỏi bạn đó coi là có mở quà em chưa. Sau này thì mới chia tay. Là lúc đó em cũng hơi mệt rồi em mới nói là em đi ngủ. Không hiểu sao xui xui thì cái điện thoại nó rớt đụng cái vô mặt em. Em cầm lên thì em cầm ngay cái nút video call. Tại vì trước đó là bạn nó nói với em là bạn nó cũng đi ngủ luôn, bạn nó cũng buồn ngủ. Cầm lên thì không hiểu sao bạn nó chấp nhận cuộc gọi á. Thì em thấy là đang quay cái bàn nhậu. À dạ, gian dối ra bàn nhậu ngồi nhậu dạ. Mà không rủ em nhậu. Đúng rồi anh. Nhưng mà cái thằng cũng buồn. Buồn. Chia tay. Mình biết. Rồi mình còn mối tình nào ấn tượng hơn nữa không em? Một mối tình ấn tượng thì chắc là mối tình đơn phương. Em có tỏ tình cho người ta biết không? Dạ có. Anh đó không có đồng ý nhưng mà anh đó lại giữ một thái độ rất là dễ thương với em. Em tỏ tình thì hình như là em say ở trong ký túc xá với bạn bè. Xong rồi lúc đó có cái thời mà Big Daddy với Emily á, là có cái bài mượn rượu tỏ tình. Là em mới gọi điện thì em mới alo anh ơi em mượn rượu tỏ tình anh nghe. Em hát nguyên bài xong rồi anh gì nào thôi em ngủ nha, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Rồi 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 hát lại cái bài hát lúc tỏ tình cho chị nghe coi. Hát đi, hát đi, thử đi nè. Rồi nè. Em không nhớ khúc đầu á, từ từ. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày, coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em nhớ tới đó thôi ạ. Và cuối cùng là mình mê cái anh đó tới khi nào mới hết mê? Dạ, mỹ nữ mê muội á chị. 2 năm. 2 năm. Rồi mình thì sao? Tình trường mình thì thế nào? Em thì mới trải qua 3 mối tình thôi ạ. Mối tình đầu tiên của em là năm lớp 9. Nhưng mà thì nó cũng diễn ra rất là chóng vánh. Thì mối tình thứ hai là 3 năm cấp 3. Em bị gắm sừng. Em bị cắm sừng. Mới học cấp 3 thôi đã bị cắm sừng rồi. Tại vì lúc đó là bọn em đang bắt đầu thi đại học. Thì có một số bạn thì cũng đã nói với em biết là ủa hôm qua tao thấy nó chơi với thằng này nè. Lúc đó em cũng có tìm hiểu sơ thì em cũng có biết cái đối tượng kia là ai. Thì em cũng biết đó rồi nhưng mà bạn không có nói. Thì em lúc đó em cũng biết là chắc bạn chờ mình tâm lý mình thi xong đại học thì bạn mới nói. Và thì đó cũng không nằm ngoài dự đoán. Thì vừa thi xong đại học thì tối hôm đó là ngày cuối cùng của thi thì bạn nói lời chia tay. Trời đất ơi, sao không chịu hỏi trước đi trời. Bạn muốn giữ cái tâm lý cho em để em cũng dù sao tâm cũng không thi tình, đại học. Không tình cũng nghĩa 3 năm trời học chung, tập trung phải đi thi cử rồi. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba của em thì cũng 2 tháng hơn ạ. Tức bọn em yêu nhau rất là nhanh. Thì cũng khoảng 1 tuần là bọn em bắt đầu tha thiết nhau rồi. Tha thiết nhau rồi. Vâng. Mà lúc này chắc tha thiết dữ à, chứ phải như học trò. Đúng không? Rồi, lúc này thì cũng khá lớn rồi. Khá lớn rồi chứ khá gì nữa. Tìm hiểu nhau quá nhanh. Thì rồi. Chưa biết được cái tính cách bạn đó thế nào. Thì xong mới biết là cái bạn đó thì có cái tính kiểu hơi bị nhanh chán. Tại vì cái tính của em hay ghen ấy. Tại vì có một lần là bạn hỏi em là anh ơi em đi chơi với bạn mà có con trai đấy. Thì em nói em đi chơi với bạn thì em cứ đi bình thường thôi, con trai của anh không quan trọng, quan trọng là ở em cơ. Nhưng sau đó thì bạn yêu bạn luôn. Chưa đó có cũng tìm hiểu thôi. Ai không hay ghen nên người ta bật. Đúng rồi, người ta nghĩ luôn, mình không thích người ta. Chưa biết gì nữa. Yêu là phải ghen. Bạn trai mình ghen quá thì mình không đi. Không đi nó sẽ không có cơ hội. Đúng không? Còn mình dễ quá, ta đi tung tăng đi chơi người ta cũng không có ý định phản bội mình. Nhưng tại mình để cho người ta đi rồi ra đường gió thổi thứ ba ba em yêu một cuộc tình rút kinh nghiệm đối nha. Tại em một phần vâng ạ, đối tại em rút kinh nghiệm nè. Nghe chàng trai bên đây nè, sao Thuận? Nghe tình trường sao Thuận? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là do em gia nhập quân ngũ nên em chia tay. Tại em nghĩ là mình ở chổng thì không ai ở ngoài chăm sóc mà đấy. Trời ơi, cao thượng ghê, tự động chia tay. Dần dần qua thời gian chắc bạn nó cũng đi tìm người khác. À, thà chia tay trước cho nó sang ha. Người ta nói câu là 2 năm nghỉ dụ em đợn anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. 2 năm nghỉ dụ em đợn anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. Kỳ vậy, sao đi đi học thì được chờ, đi nghỉ dụ thì không chờ. Đi du học, đi nước ngoài về nó tốt hơn. Đi du học, chứ không phải là đi đại học, đi du học. Cũng hướng ngoại quá ha, cũng có tầm nhìn xa quá ha. Dạ. Rồi. Còn mối tình thứ hai của em là em quen cũng được gần 1 năm, cái quan tâm bạn, cảm xúc bạn nói nhiều quá, cái bạn nó kiểu như lờ em luôn. Mối tình thứ ba của em là cũng
cũng chưa gọi mới tình chính thức nữa, quen được 2 tháng 3 tháng. Cái áp lực gia đình bạn nó đó. Áp lực sao thưa? Kiểu như là mẹ bạn nó rất là khó bắt em làm việc đủ thứ công việc của người đàn ông là bắt leo lên nhà sửa nhà rồi phải sửa điện rồi. Trời đất ơi, mà em biết sửa điện không? Mà dạ, cũng biết sửa sao sao. Nghe em cái trời rồi lên điện giật cảnh sao? Rồi sao bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Dạ không, em thấy kêu lên làm việc hay là ta muốn thử dạ, coi định. Thử coi hàng ghế tương lai có biết làm việc không? Dạ, thử 3 tháng liên tục luôn. Lạnh như ngày nào hôm qua kêu sửa điện hết. Mà sửa mấy nhà? Chị thử có nhà mà cái nhà nó cũ lắm rồi. Mà ngày nào cũng sửa điện hết đó hả? Hay là ngày sửa này ngày sửa kia? Ngày sửa tiếp bếp sửa điện rồi. Còn không là đi qua bên nhà trọ sửa tiếp. Và nhà của mẹ bạn đó có nhiều rửa chén rồi phải đánh bóp chân rồi sao bóp cái gì? Bóp chân cho ai? Đánh bóp chân cho mẹ bạn đó. Mà mẹ bạn đó kêu? Dạ. Mẹ bạn đó kêu sao? Ví dụ kêu là kêu sao? Ví dụ như là đây cái vai bác nhất đó, con đánh bóp cho bác. Mà em thấy bạn trai người mới quen vậy là không nên kêu. Ờ đúng rồi. Cần khi nào mà là vợ chồng á. Mà cũng vừa không. Thôi chứ đâu hay là nhà đó mới hết tiền mướn người giúp việc. Không, nhà cũng có 2 mẹ con à. Em sợ nhất tới giờ luôn. Mối tình đó, đó hả? Mối tình mà mình giống như con ở vậy đó ha. Dạ. Em bị lợi dụng về thể xác quá. Thể xác sức lực đó nha. Đấm bóp rồi xong làm việc xong rồi ở nhà 2 mẹ con có nấu sẵn đồ ăn rồi cho vô ăn uống cho tẩm bổ không? Hay tới giờ ăn là đủ chị em qua xuống nấu. Là phải xuống nấu. Dạ. Ờ vậy là trả công đó. Vậy là cuối cùng ai đi chợ? Dạ, mẹ bạn đó đi chợ. Đi chợ không? Em nấu. Dạ em nấu. Rồi lúc mà em làm cái việc đó thì mẹ của bạn đó với bạn gái của em là làm gì? Bạn gái thì đi tắm còn đang nấu ăn, còn mẹ bạn đó đang ngồi bóp vai thuốc. Khổ quá, bé khổ tình yêu thời nay mà mình tưởng tượng giống như là như vậy làm dâu mà bị mẹ chồng đại ải vậy đó. Mỗi lần mà ăn cơm xong em kêu là thôi anh gửi chén cho em đánh bóp cho vai cho mẹ đi. Mẹ cái mẹ bạn đó bạn Thanh không có đánh bóp được gì hết. Là coi như mẹ con vừa rửa chén xong rồi mới lên đánh bóp luôn. Ai, chúc mừng em một mối tình thật đẹp. Em sợ luôn cái giờ. Dạ, em sợ luôn. Em sợ. Quá ám ảnh cuộc tình yêu vậy. Chứ sao? Trời. 3 tháng là em chịu không bỏ của chạy lấy người luôn. Dạ. Những lúc mà em rửa chén nấu cơm mà em có bị bật khóc không? Có bị bật khóc không? Em có bị bật khóc. Sao vậy cũng kêu tôi, gửi điện cũng kêu tôi, gửi chén cũng kêu tôi, bóp lưng cũng kêu tôi, cuối cùng tôi được cái gì? Em thấy giống em giống như người đàn ông đảm đang vậy đó. Đảm đang. Đừng có cười trên sự đau khổ của người khác ông này. Tội nghiệp thằng bé. Sao anh em cười quá vậy? Bạn nữ sao? Ghế xanh ngồi cười quá. Sao cơ nghe chuyện tình của bạn trai thấy sao cơ? Em nghe anh kể em thấy hài hước quá. Hài hước thôi nhưng mà chuyện có thật đó em ạ. Có thật đó em ạ. Em có mấy mối tình. Trời làm gì dưới cười dữ vậy rồi tao thường sướng người quá nhà, người, nhà. Người nhà cười quá người nhà, người nhà. Mấy mối tình quá cười. Thì em có 3 mối tình lớn. Thì năm cấp 3 em có quen một bạn đó. Thì cái mối tình đó giống như mối tình gà bông vậy. Thì mới vô vập vào tình yêu cho nên là vô vập vào tình yêu. Vậy. Dạ. Cho nên là cũng đậm sâu vậy lắm. Nhưng mà sau đó thì khoảng được hơn nửa năm em bị cắm 2 cái sừng. Hả? Trời, dữ vậy? Thì đến lúc mà em du học năm đầu tiên ở bên Nhật á thì em có quen một bạn. Nhưng mà cái đó thì quen xa, mà người ta nói là xa mặt thì cách lòng. Cho nên là cũng chỉ quen được gần 1 năm thôi. Thì tụi em có gặp nhau được vài lần. Bạn đó là người Việt Nam. À, ở Việt Nam luôn. Ở Việt Nam luôn. Dạ. Cái thời gian của em ở bên đó thì khá là bận rộn á. Lúc nào về thì cũng kè kè cái điện thoại để nói chuyện với bạn á. Thì nó kiểu lâu dần nó thành bị phiền á. Còn có mối tình gần đây nhất, cách đây khoảng 3 năm. Tụi em chưa quen nhau mà chắc là đơn phương. Ai đơn phương ai? Dạ em đơn phương người ta. Trời. Sao nè? Đợt đó em về hè về chơi thì có gặp anh đó thì cũng vấn vương một thời gian. Nhưng mà có tìm hiểu nhau một thời gian ngắn. Nhưng mà cả hai quyết định là không quen, chỉ để bạn bè thôi. Để em thì ở bên đó tập trung học. Nhưng mà sau khi mà em về lại đây thì anh chuẩn bị cưới vợ rồi. Tụi em bây giờ vẫn giữ liên lạc, chỉ là bạn với nhau thôi. Thôi bây giờ mấy chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ là em muốn một cái người bạn trai như thế nào?
Người lý tưởng của em là mẫu người giống như ba của em. Ba của em là một người khá là trầm tính nhưng mà rất là yêu thương gia đình. Ba lúc nào cũng lặng lặng ở đằng sau để ủng hộ con gái hết trơn. Em là một người chịu làm mà chịu chơi nữa, cho nên là có một người đàn ông ở bên em mà vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Anh ơi, anh có cao trên 1m78 không anh ơi? 1m78 có mày Tường ơi. Có anh mà ngồi ghế màu đỏ cao 1m82 đó cơ. 1m82 vẫn em có thử người coi sao. 1m82. Dạ. Còn bên đây áo xanh cao nhiêu cưng? Em cao 1m7 ha. 1m7 đó cưng. Ủa mà sao tự nhiên có cái chuẩn là 1m78 nè, thường ta 1m75, 1m7 hay 1m8 sao em lại lấy 1m78? Dạ tại vì em đã cao 1m62 rồi, em lại thích mang cao gót nữa. Lát nữa mình xem sao ha. Có người mà nhân vô thập toàn em ơi, được cái này mất cái kia. Rồi qua tới bên đây. Sao cưng? Dạ mẫu người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Với lại em thích chụp hình cho bạn gái. Mỗi lần đi biển em thích là đi biển chụp hình cho bạn gái. Trời ơi, đi biển khoái chụp hình. Thằng bé nó biết lựa chụp ghê á trời. Không biết ăn cá cùng em là được. Tự nhiên không biết ăn cá cùng em. Tự nhiên gài gài ta vô. Tự nhiên gài vô không biết ăn cá là được rồi. Nếu đến rạp phim thì em lựa cái loại phim gì em coi? Xem phim hoạt hình với lại phim tình cảm. Tôi biết ngay phim hoạt hình. Nó chơi chúng thiệt luôn nha. Phải rồi. Cơ phim hoạt hình. Được rồi, bây giờ quay lại với chàng trai 1m82 của tôi nè. Em thích một cái mẫu người con gái như thế nào? Cái mẫu người con gái của em trước tiên là phải cao trên 1m55. Cũng không quá gầy, tròn tròn một tí cũng được. Rồi. Cái gu người của em là phải biết điều, là hơi trưởng thành một tí xíu. Đặc biệt em thích con gái biết nấu ăn ngon. Mà nấu ăn cực ngon thì nghiền luôn. À, tại vì mình đang có nhu cầu cần ăn đúng không? Vâng ạ. À, được. Hơn nữa thì cũng đừng có trẻ con tại vì em không biết dỗ. Trời ơi, ông có bồ mà ông muốn người ta quan tâm đến ông thôi hả? À. Còn mình không đó, quan tại tâm vì đến tính người ta, em là không biết dỗ nữa rồi làm sao mà có bạn gái. Tính em là một người quan tâm rất là tốt, em rất là chịu khó lắng nghe. À, phải vậy, có như là mình phải quan tâm qua, quan tâm lại. Cái gì phải có đi có lại mới toại lòng nhau. Rồi. Sao, Bảo Khanh? Bảo Khanh thì thích người em sao? Mẫu như lý tưởng như thế nào? Em thì tính cũng hơi tăng động á. Tăng động. Hy vọng là bạn trai của em cũng sẽ tăng động theo, nhưng mà khúc nào mình trầm thì mình trầm á. Ví dụ như mình giỡn mệt quá mình nghỉ á. À, nghỉ chứ giỡn tiếp. Chứ mà đừng giỡn nữa, mình tắt thở. Tắt thở đúng không? Mình phải nghỉ mệt thở cái đã. Dạ, tính em là một cái con người rất là khám phá, kiểu dạng là sẽ leo núi hoặc là cắm trại ở một vỉa rừng á. Wow. Thì em cũng thích là kiểu bạn trai mình cũng sẽ có một chung với sở thích như vậy với em. Em đã từng khám phá những nơi nào rồi? À, em đã được 2 lần đi núi Chứ Giang Nha Lào, leo núi. Một lần là leo bằng đường chùa và một lần leo bằng đường cột điện. Và em cắm trại qua đêm ở trên đó, khá là thú vị. Thí dụ như tới rạp phim thì em nên lựa loại phim nào? Em thì thích là hành động, phim kinh dị với lại phim hài của Thái Lan. Cô này có vẻ gu cá tính mạnh ha, gu mặn mặn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của bà người thân nè. Mình thôi ưu tiên bên nhà trai trước, thấy có 2 cô gái đẹp đẹp nè, được không? Đó. Rồi, chào 2 em gái, bên đây. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em chào chị, em chào anh. Dạ em đây là Kim Hằng, em là chị của Tùng ạ. Chị ruột hả? Dạ chị họ ạ. À, 2 bạn gái của chương trình ngày hôm nay thì em thấy như thế nào? Em thấy dễ thương lắm luôn á. Dễ thương lắm luôn. Mỗi người có một cái cá tính khác nhau hoàn toàn luôn. Tùng ơi, nếu mà em muốn có một tình yêu mạnh liệt và vui á thì là bạn ghế màu đỏ. Nếu em muốn có một tình yêu an toàn và trưởng thành thì là bạn nữ ở ngồi ghế màu xanh á. 5-4-9 rồi đó. Rồi, cảm ơn em. Giờ em sẽ xin chào nhà bên đây là nhà gái ha. Nhà gái dạ, đông đúc quá nhỉ. Dạ, em là mẹ của bé Chi. Hôm nay chị có mỗi vai mỗi chân gì không chị? Dạ không. Không hả chị? À, nhà mình có đang dư điện dư đồ gì không chị? Dạ không. À, dạ, có bà bé Chi lo hết. Bà bé Chi lo hết. Dạ, mọi vui thôi. Thế nãy giờ chị ngồi dưới thì chị nhận xét như thế nào ạ? Cái chiều cao thì cái cháu ngồi ngay cái ghế màu đỏ thì cái chiều cao nó sẽ tương xứng hơn. Yeah. Còn nếu như mà nói về tính tình thì mình thật sự là mình đâu có thể nào mà nắm chắc được, biết được nó chính xác như thế nào. Yeah, thì bây giờ mình nhìn cái bên ngoài trước, phải có thời gian để tìm hiểu. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và khán giả trường quay ạ. Em là bạn của Bảo Khanh. Theo như em ngồi đây á thì em quan sát 2 bạn nam đều dễ thương mà nhỉn hơn tí là bạn nam ghế đỏ. Tính cách thì 2 bạn kiểu hợp hơn ấy.
Thì nếu như mà em cảm nhận thì anh màu đỏ phát ra cái năng lượng cũng tương đồng với các bạn em nhiều hơn. Em chào chị Cách Tường, chào anh Minh Đạt. Bạn Khanh của em á thì bên ngoài là hơi sôi nổi cá tính, nhưng mà bên trong bạn đó là một người rất là tình cảm, và bạn đó cũng rất là gần sự yêu thương của người khác. Nhưng mà em thấy về cái cách thể hiện tình cảm của anh ghế đỏ á, thì lại là trưởng thành hơn. Rồi, cảm ơn ý kiến của cả nhà mình nha. Chỉ đó là người thân thôi hả? Lý thuyết thôi, thực hành là cảm xúc nữa. Bắt đầu chạm mặt nhau nè. Bây giờ mình hãy mở cửa trái tim nè. Mở cửa trái tim. Khoe chiều cao liền, trời, tặng quà xối xả liền luôn. Liền luôn. Sao chàng coi. Trai cao nhất ý kiến trước đi. Em mở cửa trái tim ra thì em cảm nhận như thế nào? Mỗi bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động, nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. Cô bé này sao ạ? Lúc mà trao quà cảm giác em như thế nào? Anh chấp nhận cái dân trưởng của em. Chấp nhận cái dương trượng của em. Hả? Cái đó là chấp cái gì? Nhận cái dương trượng. Cái đó là cái dương trượng đó hả? Cái dương trượng của người ta. Như em là vua của loài vịt. Ủa, ý nghĩa của cái dương trượng là cái gì vậy em? Thực chất nó là cái cây bánh xe đấm bóp với chị. Thì nếu mà anh ngoan thì em đấm bóp cho anh. Còn anh hư là anh đau đòn. À, một lời nhắn nhủ luôn. Trời ơi, thì dí dỏm quá. Cái dương trượng tôi tưởng đâu là cái gì ghê gớm lắm. Em thì như thế nào? Cảm nhận ngày hôm nay ra sao? Bạn nói là xinh với lại rất là xinh. À, bạn cao quá. Cao quá đâu có che chở nổi không? Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Còn em? Sau khi mở cửa ra thì em cũng hơi bất ngờ với hai bạn nam. Em chưa có hình dung ra được, cho nên là cũng còn hơi bối rối. Nữa đâu, hai bạn có thể khui quà mình xem món quà của chắc chàng trai là gì. Đúng rồi, để người ta nhắn nhủ gì không? Cô gái thì rất là rõ rồi, sách rồi, vương trượng rồi. Vương trượng luôn. Em, cái gì đó? Âm mưa. Âm mưa. Hả? Âm mưa. Ủa sao tự nhiên tặng âm mưa? Dù nhưng mà em thấy dễ thương ạ. Là con gái mà, ai cũng cần được che chở. Thì em tặng bạn nữ một cái dù và một cái áo mưa. Thì em muốn là bạn nữ dù trời nắng hay trời mưa thì cũng đều được che chở hết. Hay, ý nghĩa nha. Còn tôi đi gặp gỡ em nó tặng áo mưa là anh phải em rồi đó. Thiệt. Ấn tượng quá trời. Ấn tượng quá trời. Lại vương trượng. Ủa sao vậy? Ý nghĩa của món quà này là con vịt nó rất là dễ thương với con xinh. Em bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt hơn. Bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó cũng gì vậy? Con vịt nó rất là dễ thương. Câu 1 nghe hay. Bạn nó còn dễ thương hơn con vịt. Ủa sao sự so sánh nó khập khiễng vậy? Dạ con vịt này tên là Lalafan. Con vịt Lalafan. Nó là con vịt má hồng. Con vịt má hồng. Đó, rất là dễ thương. Má hồng nè. Má hồng. Còn mắt kiến, con vịt này bị cận. Dạ không, mắt kiến là cu te. Cu te, trời có trang sức chơi chú vịt. Từ nay em phải biết rằng là em đẹp hơn con Lalafan đó nha. Dễ thương hơn con Lalafan đó. Đứng lên. Em tiến qua bên bệnh, chị cho em nắm tay bạn gái. Rồi quay ra. Nào đứng lên, bạn gái cởi dài ra đo với bạn trai coi có bạn trai che chở nổi không nè. Rồi đưa hai tay nè. Đó, đưa hai tay. Là treo, đưa hai tay nắm nè. Ba bạn lấy lạnh với lại mình. Anh nhiều cũng lần lội lâu tới đây thì cũng mới gặp đâu thôi, nhưng mà anh hy vọng mà anh với em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em gái. Thôi đứng cho qua đây kiểm tra với bạn gái này luôn. Mình ưu tiên cho các bạn trai. Anh gồng với chị cho anh thở 5 giây được. Rồi. Ok chứ. Rồi thí dụ như bây giờ mà mình có nắm tay mình thấy rung động với bạn nữ này thì mình còn có con gì để tặng không? Em còn nhiều lắm. Gì dễ thương nữa? Một cái ly trà sữa. Ly trà sữa? Nhớ không? Em cất kỹ. Em cất kỹ. Thôi được rồi, nắm tay hoài. Rồi, con chàng trai này chân chơi gì không nữa. Lẽ không cho nắm phân bì chết luôn á. Thiệt á. Rồi, qua đi cưng.
hôm nay dù có thế nào thì mình cũng hy vọng thì nếu có duyên thì sau này mình sẽ tìm hiểu nhau này thế nào đó thôi. Tại vì mình cũng có cảm nhận được. Dễ thương. Rồi. Ổn định như dòng điện kia chưa? Vậy rồi. Thì nãy giờ cầm tay có cảm nhận được gì không? Anh em cười tươi quá. Em bị đơ mọi người. Anh này dơ. Anh này dơ. Rồi, dạ, để có cảm giác hết rồi. Dễ thương ha. Được. Nói chung là công bằng nha quý vị. Bây giờ các bạn có thể trao đổi tự nhiên. Ai? Rồi, mời em. À, mình muốn hỏi bạn nữ màu xanh là chia tay người kia, người yêu rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc á. Đến hiện giờ là bạn vẫn còn liên lạc không hay là đã dứt hẳn luôn rồi? Thì nhưng... lâu lâu cũng có gặp chứ không phải là gặp thường xuyên. Cái mối quan hệ đó là có dứt hẳn luôn không hay là... Dứt hẳn rồi bạn. Bạn định mở một cái tiệm hay là... Hiện tại thì em đang kinh doanh online thôi. Ước mơ của em là sẽ có một cái cửa tiệm. Vậy thì mình sẽ làm shipper cho bạn. Mình sẽ đi giao hàng cho. Mình sẽ đi giao hàng cho. Mà bạn có mở tiệm, mình sẽ là người đi giao hàng cho. Tuyển thợ luôn không? Cũng thả thính ha. Mình đi giao hàng cũng nâng cấp hơn là ngồi rửa chén, giặt đồ, đấm bóp chứ bộ. Phải không? Việc nó sang hơn chứ có bộ. Có lương nữa chứ. Có lương rồi, nữa. Tiếp tiếp. Thì em muốn hỏi một câu ạ. Thì bạn nghĩ đỏ trước đi. Bạn có hay ghen không? Thật ra ghen thì em không hay ghen á. Tại vì trước khi mà bắt đầu một mối quan hệ, em sẽ nói rõ những cái điều mà em không thích. Ví dụ như em biết anh có người bạn thân khác giới đi, thì em cũng có. Và em với anh sẽ thống nhất với nhau là cái mối quan hệ nó sẽ dừng ở mức độ nào. Rồi em hỏi luôn bạn ghi mà xác nhận là bạn có hay ghen không ạ? Dạ em không biết ghen. Em đã ghen rồi thì cắt luôn chứ không dây dưa nữa. Cắt cái gì của người ta? Nó ghen rồi cắt luôn là cắt dạ, cái gì? Dạ là cắt luôn mối quan hệ đó chứ không. Nó rõ chứ nhạy cảm tự lắm. Tự nhiên ghen cái hết thồn hết ví à. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Mọi người phụ nữ thầm lặng mẹ không nha. Sao các em có cái gì muốn hỏi hai anh này không? Mạnh dạn lên. Đây công chúa của Vương quốc Bình Chánh nè. À Bình Chánh ha. Tính của em thì sẽ kiểu hơi tăng động nhiều, kiểu em không có giữ được cái mood đó nhiều. Ví dụ như lúc nào em bị trầm xuống thì anh có kiểu bật cái mood lên được giùm em được hay không? Không thể nào một ngày 24 tiếng cười như điên được. Em ngồi cũng cười 8 tiếng là em cũng thấy mệt rồi. Ủa mà thiệt tình là một ngày em cười 8 tiếng luôn hả? Không phải cái kiểu là cười cái tủm tỉm mình vậy đó. Còn chừng này em hứng quá cái em cười ha hả, em cười giống như là kiểu đứt dây thần kinh. Em bị đơ mọi người. Anh này vậy. Cười giống như là kiểu đứt dây thần kinh. Theo em nghĩ nếu mà hết pin thì thôi mình cứ kiểu nhẹ nhàng với nhau. Chứ mà em mà tăng động lên nữa thì có lẽ là kiệt sức ấy. Tăng động lên nữa thì có lẽ là kiệt sức ấy. Lúc đó em sợ anh. Chứ em nói có gì cũng sợ em à. Lúc đó em sợ thiệt. Ngồi cười kiểu đó chắc hồi xong rồi. Nó đứng hình ngoài luôn. Rồi em gái, mình coi gì hỏi nữa không nè. Hỏi hai bạn nam là cái dự định tương lai của hai bạn thì sẽ như thế nào? Tương lai của em thì em đang để dành dụm để mua một chiếc xe để em chạy. Xong rồi em có thêm tiền em sẽ mua nhà. Rồi bao lâu nữa mới mua được xe, mua được sự nhà? Sự nghiệp của em hơi ổn định đây. Là bao nhiêu năm nữa, dự kiến là bao nhiêu năm còn nữa? Khoảng 4 năm nữa là được. 4 năm nữa, nói chung là an cư rồi mới là lập nghiệp mình và lấy, mới lấy vợ phải không? Dạ, xong rồi mình sẽ vững vàng rồi. Rồi mình sẽ lấy vợ với nó rồi. Lấy vợ. Còn em? Rồi em yên tâm đi. Anh tuy chiều cao không tới nhưng mà anh sẽ cố gắng, anh sẽ độn thêm dài để anh cao rồi. Trời ơi trời. Hay quá trời. Rồi tới em trai chia sẻ đi. Em cũng đã xác định từ lâu rồi thì em sẽ tiếp tục làm phát triển cái công việc của em là YouTuber. Và em vẫn sẽ cho thuê xe dịch vụ du lịch cá nhân bình thường. Và nhưng cơ bản em sẽ nghiêng về mảng online hơn để em dành nhiều thời gian cho người yêu hơn. Rồi. Thời khắc quan trọng cuối cùng rồi, trao đổi nãy giờ rồi. Thì bây giờ các bạn nhìn vô cái ghế của mình đi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút. Nếu như mình thích
cái cô gái hoặc cái chàng trai ngồi trên cái chiếc ghế màu nào thì mình bấm vào cái nút màu đó. Còn nếu như mình không thích hoặc mình cảm thấy cảm xúc mình chưa đủ, mình có quyền không bấm ai hết. Nếu như cả hai bạn, hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn thì mới là một cặp. Rồi bây giờ, đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5. Mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Trời ơi. 4 3 2 Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải một con người nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vớ và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Mối bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động. Nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. 1 Bấm. Và chúng ta đã có kết quả. Có một người không bấm. Lý do sao em không bấm vậy em? Lý do của em thì rất là đơn giản. Em tìm thấy ở hai bạn nữ ở đây thì mỗi người lại có một nửa. Là 5 năm hồi nãy đó. Vâng. Rồi cứ 5 năm hoài luôn. Thời gian không yêu của em cũng khá lâu rồi, là hơn 3 năm rồi em chưa có yêu ai hết. Nên em muốn là cái quyết định của em nó phải kỹ hơn một tí. Dù là có một cặp đôi không thành, nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ghế thì đã có hai cái ghế xanh cùng sáng đèn. Có nghĩa là chúng ta vẫn có một cặp đôi. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước. Bây giờ nè, nắm tay bạn gái. Ủa, tôi chưa cho kêu, tôi mất. Ủa, tôi mới kêu nắm tay hà. Lạnh dễ sợ quá trời. Nôn quá hả cưng? Lạnh quá vậy? Ta đến với chương trình là hôn má chứ không có hôn tay. Dạ. Ừ, xin đi. Dạ, con xin phép cô cho con hôn bạn Chi. Còn nụ hôn ạ. À, nhưng mà cái này thì cô nói cô chưa đồng ý. Dạ. À, tại vì cái việc đó nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Tụi con cứ tìm hiểu nhau với nhau như bạn bè đi cái đã. Dạ. Dạ. Vậy là hồi nãy nhiều khi cổ cũng không cho mà hung tay luôn á. Mẹ lanh dễ sợ lanh luôn quá. Phải không cô? Dạ đúng rồi. Lanh quá. Cô, bác ơi, bác có đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đánh bóc cho bác. Chưa sợ, hồi nãy mới la là nó dị ứng lắm mà bây giờ nói vậy đó cô. Lật kèo liền luôn. Cô có tập thể dục yoga mỗi ngày, chắc điều đó chưa cần tới con đâu. Không mà bây giờ nè, mừng. Phải mừng có quá. Cái gì đó, một món quà đầu tiên chứ nãy là em có thể hát một ca khúc nào đó để nói lên tình cảm của mình. Yeah, em xin hát bài Một Tảng Nhỏ thôi. Em thuộc ít rồi. Tảng Nhỏ của bài Lần Cuối. Lần Cuối. Rồi, rồi Lần Cuối rồi, cho Lần Cuối luôn. Xin hát. Và lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiếng em tới đây thôi, phố mưa cũng đã tạnh rồi. Y như một giấc mơ trôi. Dạ. Thôi em đừng yêu cầu làm gì nữa nha Đạt. Bây giờ chỉ có okay. Được rồi. Từ xin chúc cho hai em ha, sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau. Một ngày nào đó xin phép đến nhà để chào bác trai luôn ha. Và chị chúc cho hai em cũng nhiều sức khỏe và sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và ngày hôm nay thì chương trình sẽ gửi tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme, pin khủng sạc nhanh, lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp của mình. Gửi tặng cho hai em ha. Rồi đây. Đây, mỗi bạn có một cái chiếc điện thoại. Đó. Chưa hết đâu nha, chương trình còn gửi tặng cho các bạn We Well Done Chi. Đây là nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Gửi tặng cho mỗi bạn một thùng. Đây, đây. Gửi cho em. Gửi tặng cho đây, em. Đây, cầm cái đây. Đây, để lên. Rồi. Ngon lành luôn. Và để chúc mừng cho sự 2 trong 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong 1 tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy. Wow, 1 năm miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1 nha. Và xin lưu ý, nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng các bạn
2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt tròi miễn phí. Wow. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành và tài trợ cùng với chương trình, đã tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau nè, và sẽ sớm báo tin hỉ cho chương trình nha. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.